đang chờ người tới nên bịt luôn con đường ở giữa lại hai phủ thông nhau bên này người mới về còn chưa ngơi chân thiên ngọc môn đã sai người đến nói bành hữu đang muốn gặp Nhiêu hữu đạo nghênh ngang đưa hắn đi trước mặt mọi người tới một tiểu viện Nhiêu hữu đạo gặp một đám cao tầng thiên ngọc môn hàn huyên một hồi bành hữu ngồi ngay ngắn trên ghế chủ trầm giọng nói người định khi nào bắt đầu cất rượu phải làm từng bước từng bước một vội cũng không được ít nhất trước hết cũng phải chọn xong sân bãi đá cũng phải mua dụng cụ Ngưu Hữu Đạo khuyên Bành Hữu đang xuất tổ, lại hỏi ngược lại, sao ta nghe nói đại quyền quân chính của hai quận còn chưa thống nhất. Bành Lựu đáp, người dành thời gian xử lý chuyện cất rượu đi, chỉ cần có hiệu quả, bên quận Quảng Nghĩa sẽ không có vấn đề gì. Ngưu Hữu Đạo gật gật đầu, hắn cũng hiểu được, nhớ cướp được quyền của Phượng Lăng Ba rồi, bên này lại hỏng chuyện sẽ không dễ ăn nói với Phượng Lăng Ba. Một vị trưởng lão của Thiên Ngọc Môn hắn mới gặp lần đầu lên tiếng hỏi, một năm chỉ sản xuất 10.000 vò, còn là vò bé như thế, có phải quá ít rồi không? Có thể cân nhắc nâng cao sản lượng không? Ở đâu cũng có lòng tham không đáy mà. Như hữu đạo không phải kể không biết thỏa mãn, mấu chốt là thứ này quá hao tốn lương thực, nếu dần vặt đến bách tính ăn không đủ no thì quả thực là một tai nạn. Vì vậy nên hắn mới kiên quyết bảo vệ mức sản lượng 10.000 vò. Có thể có hiệu quả tốt hơn không thì ta không biết, nhưng điều kiện hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Như hữu đạo lắc lắc đầu nói, mà sản lượng cao cũng có gì hay sản lượng lớn làm sao bán được giá cao, mà dù có bán được giá cao đi nữa, lợi ích quá lớn như thế, lẽ nào thiên ngọc môn không sợ chọc cho kẻ khác ghen tị rồi liên lụy vào phiền phức sao? Dù với mức sản lượng 10.000 vò, ta cũng phải khuyên chư vị một câu, tốt nhất không nên tuyên truyền với bên ngoài chỉ có 10.000 vò. Bào chữa thế nào, thiên ngọc môn không ngại suy nghĩ cho kỹ đi. Mọi người trầm mặc, bành hữu lại nói chuyện này không cần ngươi bận tâm. Ngươi quản chuyện bên trong cho tốt đi, bàn việc xong xuôi, nghiêu hữu đạo cáo từ vừa tới đình viện được sắp xếp cho mình phí trưởng lưu lại chạy đến bên cạnh hắn nói chuyện các đệ tử lưu tiên tông của ta ở băng tuyết các có thể rút về chứ lúc đầu là người mang băng tuyết đi chặn giết nghiêu hữu đạo bây giờ dưới yêu cầu của hắn phần lớn số người đó được bố trí bí mật ở lại băng tuyết các. tạm thời đừng rút cứ tiếp tục theo dõi cho ta nghiêu hữu đạo lắc đầu trực tiếp đổi đề tài không biết đầu người ta cần đã chuẩn bị xong chưa trưởng môn phái phất tay ra hiệu cho đệ tử môn phái mình rất nhanh, 13 cái hộp gỗ được bưng tới đặt trên bồn hoa. Phí trường lưu tự mình mở một hộp gỗ, bên trong là đầu của Tống Cửu Minh đã được phủ vôi. Ngoài Tống Thư Ngươi đã chỉ định ra, kể cả quản gia lưu lộc của Tống Cửu Minh, 13 cái đầu người từ trên xuống dưới của Tống ra đều ở đây. Mời nghiệm chứng, xử lý đi, như hiểu đạo nhàn nhàn nói vậy, không có ý kiểm tra, cũng không cần phải kiểm tra. Hắn cũng không quen biết Tống Cửu Minh, là thật hay giả sau này hỏi thương triều tông tin tức từ Trần Quy Thạc là biết, cần gì làm việc thừa thải. Đêm xuống rồi, nắm nhiều đầu người như vậy cũng không phải chuyện thanh nhã gì. Nhưng hắn hiểu, cái họa lớn chỗ tống ra đã được giải trừ, còn con cá tống thư lọt lưới, không có sức ảnh hưởng của tống ra, hắn không thèm nhìn đến. Tình hình hiện giờ của tống thư còn chẳng dám đến gần hắn, muốn giải quyết con cá này chỉ cần một câu nói, không đáng để lo. Tiếp chuyện đám người này xong, Ngưu Hữu Đạo mới thong thả ngồi xuống nói chuyện với mấy người thương triều tông. Bên ngoài có nha hoàn bưng trà tới, Hắc Mẫu Đơn chủ động bước lên nhận lấy đặt trước mặt Ngưu Hữu Đạo rồi cùng Viên Cương, Viên Phương đứng sau lưng hắn. Đoạn Hổ và Lôi Tông Khang không đi vào, đứng ngoài bảo vệ. Chính vì vậy, một Hắc Mẫu Đơn bất ngờ xuất hiện lại khiến cho Thương Thục Thanh chú ý. Cũng vì chú ý nên Thương Thục Thanh mới quan sát được có vẻ thái độ của Hắc Mẫu Đơn với đạo gia có hơi không bình thường, đặc biệt là ánh mắt nàng nhìn hắn một suy nghĩ nảy ra trong đầu thương thục thanh lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi rõ ràng tuổi tác hai người cách nhau khá xa hắc mẫu đơn vẫn đứng sau lưng như hữu đạo vô tình chạm phải ánh mắt của thương thục thanh thương thục thanh khẽ mỉm cười chuyển ánh mắt rơi vào chén trà của mình hắc mẫu đơn cũng tò mò về nàng quận chúa có khuôn mặt xấu xí này từ khi mới gặp đã chú ý nàng cũng nhận ra ánh mắt quận chúa nhìn đạo ra có vẻ không bình thường lắm nữ nhân vẫn hiểu nữ nhân nhưng cái sự hiểu này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì sau khi dâng trà như hữu đạo bưng trà lên kính còn chưa chúc mừng vương gia đã nắm được quận thanh sơn thật đáng mừng thương triều tông đáp lễ cảm khái lắc đầu không nói gì hắn ta cảm thấy chỉ vài lời cảm ơn vẫn còn quá nhẹ đặt chén trà xuống như hữu đạo cười nói nếu mấy trưởng môn các phái đều đến rồi chắc họ cũng đã nói với vương gia nhớ lại lúc trước ta đã nói với vương gia chỉ cần vương gia chiếm được quận thanh sơn Ta sẽ tặng cho vương gia một phần hậu lễ, không biết vương gia có thích lễ vật này không. Chương 294, không nỡ. Hậu lễ, Hắc Mẫu đơn không biết chuyện, không hiểu. Thương Triều Tông thấy nhiều người sững sờ, nhớ lại trước khi bế quan đạo gia có nói chuyện này thật, giờ nhớ lại mà sợ hãi cả kinh. Lam Nhược Đình hỏi, "Đạo gia, lẽ nào việc trưởng môn mấy phái đích thân tới chính là hậu lễ lúc trước đạo gia nói?" Nưu Hữu đạo cười hỏi, "Lẽ nào mấy phái tới đây trợ lực với vương gia cướp Nam Châu?" làm tiên sinh còn hiểm lễ nhẹ không vừa mắt sao. Không không không, lễ nặng, tuyệt đối là lễ nặng, làm nhược đình vội vã xua tay, không biết nên nói thế nào, chỉ giải thích ta chỉ cho rằng, lẽ nào kế hoạch ban đầu của đạo gia đã tính đến bước này. Nghiêu hữu đạo lắc đầu, có biến đấy, lễ vật lúc trước ta nói không phải cái này, chỉ thuận thế mà làm thôi. Nói chung là không thể kém hơn lúc trước, làm nhược đình thở phào nhẹ nhõm. Ông ta còn tưởng mới bắt đầu hắn đã có thể tính tới ngày hôm nay, nếu thực vậy, mưu lược của vị này quá khủng bố và đáng sợ rồi. Huynh muội thương thì cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy họ cũng bị dọa sợ, dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng họ vẫn cảm khái không thôi. Giả cưới Phượng Nhược Nam, mượn binh quận Quảng Nghĩa, đặt chân tại huyện Thương Lư, thuyết phục Hải Như Nguyệt, công chiếm quận Thanh Sơn, bây giờ lại đưa tới mấy phái trợ lực giành Nam Châu. Liên tiếp những việc này thực sự khiến cho người ta phải than thở. Mấy người không thể không thừa nhận một mình Nghiêu Hữu Đạo đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của họ nhớ lại lúc đầu hai huynh muội đã chuẩn bị đi qua mật đạo lưu vong hải ngoại, nhớ lại tình cảnh rời kinh thành như chó mất chủ, ai ngờ được có thể có ngày hôm nay. Mà lúc trước, họ mượn binh Phượng Lăng Ba, giờ ngược lại lại muốn không đánh mà chiếm được tâm huyết nhiều năm của Phượng Lăng Ba, làm sao mấy người có thể không cảm khái chứ? Mấy người phỏng trừng thiên ngọc môn vẫn chưa nói chuyện này cho Phượng Lăng Ba, nếu lão biết không biết sẽ có cảm giác gì. Thương Thục Thanh không nhịn được nhìn lại viên cương sau lưng như hữu đạo, vẫn còn nhớ khi còn ở Nam Sơn, hắn ta đã nói với mình từng lời còn văng vẳng bên tai ta biết huynh muội các ngươi nghĩ cái gì các ngươi cảm thấy tu vi của đạo gia không cao vậy là các ngươi có mắt mà không nhìn thấy vàng nạm ngọc rồi với tình cảnh hiện tại của các ngươi bản thân đạo gia còn quan trọng hơn tu vi của hắn nhiều các ngươi giữ sai đối tượng rồi đấy bây giờ ngẫm lại câu nói này nàng mới hiểu những lời của viên cương khi ấy mỗi câu mỗi chữ đều như châu ngọc bây giờ tất cả mọi chuyện xảy ra đã hoàn toàn chứng minh cho lời viên cương khi ấy có thể thấy, thực sự hiểu đạo gia vẫn là viên cương, xe tô thể thấy được khi ấy quả thực viên cương thật lòng chỉ đường cho họ. Giờ nghĩ lại, nhiều lần thương thục thanh phải sợ hãi. Nàng vui mừng vô cùng, nếu lúc trước bỏ qua, hai huynh muội làm sao có ngày hôm nay. Chỉ ít, bất luận làm sao cũng không thể quật khởi nhanh như vậy. Họ mới rời kinh thành nửa năm thôi, tạm gác chuyện lễ trọng sang một bên, thương triều tông hỏi ý kiến, đạo gia, bên hải như nguyệt đã dục chúng ta mấy lần nghiêu hữu đạo hỏi hỏi cái gì bà ta nóng lòng muốn nhìn thấy hiệu quả của anh dương vũ liệt ta cũng có thể hiểu được bà ta chỉ lo nhi tử có chuyện người nhà họ tiêu không còn lúc nào vạn động thiên phủ cũng có thể làm gì mình nên vội vã trông mong bên này mau chóng mạnh lên để mình có chỗ dựa bản vương có thể thông cảm cho bà ta nhưng việc này nào có nhanh chóng được luyện binh không phải chuyện một sớm một chiều còn có rất nhiều điều kiện hạn chế nếu là kỵ binh không thể thiếu chiến mã số lượng lớn riêng điều này thôi trong thời gian ngắn khó mà đạt được như hữu đạo suy tư một lát điều kiện hiện tại của chúng ta có hạn vương gia không cần để ý tới bà ta chỉ cần ngài khống chế được làm việc theo đúng kế hoạch là được lam nhược đình chen vào một câu ý đạo gia là bỏ hải như nguyệt như hữu đạo khẽ lắc đầu tình huống hiện tại xem ra ai chấp trưởng kim châu cũng không có lợi với vương gia bằng hải như nguyệt nói chung việc này vương gia không cần quan tâm vương gia chỉ cần tập trung làm việc của mình hải như nguyệt để ta đối phó ta sẽ có biện pháp động viên bà ta. Nghe hắn nói vậy, không hiểu sao mấy người chợt cảm thấy phiền toái này không còn là vấn đề nữa rồi. Sau đó, mọi người bàn luận thật lâu, chủ yếu là thương lượng công việc bước kế tiếp. Như hiểu đạo dặn dò thương Triều Tông rất nhiều, thì thoảng hắn ta lại gật đầu ra ý đã nhớ. Biết Nhiêu Hữu đạo ba đường dài vất vả, mấy người cũng không quấy rối quá lâu, chỉ nói chuyện một lúc rồi cáo từ. Nhiêu Hữu đạo tự mình ra ngoài đưa tiến, dù mấy người thương Triều Tông cứ chối không cần mãi, nhưng hắn vẫn nghiêm ngặt làm theo một vài quy định đưa mấy người thương triều tông ra tận cửa lớn hắn cũng không muốn thương triều tông cho rằng mình công cao tự kiêu hắn đã bỏ ra tâm huyết lớn như vậy liều vượt qua nguy hiểm lớn như vậy để nâng đỡ thương triều tông cũng không muốn sau này sẽ phải trở mặt vô tình đi thêm vài bước khách khí một chút cũng không đáng gì nhìn theo mấy người rời đi nghiêu hữu đạo xoay người đi lòng vòng thấp giọng dặn dò nuốt hết mọi chuyện trên đại tuyết sơn vào bụng cho ta không được nói cho bất kỳ kẻ nào Hắc mẫu đơn gật đầu, vâng. Viên phương hỏi, chuyện gì? Viên cương trầm mặc, hắn ta hiểu, xem ra đạo gia cũng không muốn để huynh muội thương thị biết chuyện này, nâng đỡ thì nâng đỡ, nhưng đạo gia vẫn để lại một đường lui. Hắc mẫu đơn hỏi, đạo gia, nếu không có chuyện gì nữa thì tắm rửa nghỉ ngơi đi. Như hiểu đạo gật đầu, hắn hắc mẫu đơn đi chuẩn bị, quay sang hỏi viên phương, lão hùng, lục thánh trung kia bây giờ thế nào? Viên phương cười khà khà gian xảo đáp, vẫn sống tốt, vẫn đang giam giữ đây thấy y cười quái lạ, như hữu đạo nói, đưa ta đi xem. Viên phương dẫn hắn đi tới sân chúng tăng Nam Sơn tự ở. Đi dưới mái hiên, qua mấy gian phòng mở cửa, gian nào như hữu đạo cũng vào trong xem xét thử, kết quả chỉ thấy vẫn là các tăng nhân đầu chọc, không có gì thay đổi, chỉ đang khêu đèn chuyên chú sao chép kinh thư. Nhìn cảnh ấy, hắn thầm lắc đầu, không cần nói gì, chỉ cần xem bao nhiêu hòa thượng như vậy mà không một ai bị bên ngoài mê hoặc, khẳng định là nhờ phương pháp giáo dục của chủ trì viên phương này rất hiển nhiên, viên phương vẫn còn đau đáu muốn chấn hưng nam sơn tự. Mặc kệ đã trải qua bao nhiêu chuyện, mặc kệ đã biết thêm bao nhiêu phong vân và phồn hoa, tấm lòng ngày đầu của y vẫn chưa thay đổi. như hữu đạo không biết nên khâm phục y hay nên đạp hai chân y nữa. Lăn lộn theo lão tử nhưng tâm vẫn hướng sang Phật tổ, thế là sao? Nhưng chuyện này ngươi còn không nói được gì, có thể nói viên phương hai chân hai thuyền sao? Ngươi có ý kiến với Phật tổ tiết trên trời cũng vô dụng, nói ra, lại thành ngươi không có đạo lý. Nghiêu Hữu Đạo cũng biết đây là tín ngưỡng của Viên Phương, rất nhiều năm trước khi y còn nhỏ, Nam Sơn tự đã nhận nuôi y, không để y bị chết đói giữa núi rừng hoặc bị dã thú ăn thịt, Viên Phương muốn dùng cả đời để báo ân, hắn còn có thể nói gì? Bảo Viên Phương không được báo ân sao? Hắn cũng không cho phép người vong ân phụ nghĩa ở bên cạnh mình, vì vậy, cũng chẳng còn cách nào khác, phòng trừng đám người này sẽ ở bên cạnh mình một khoảng thời gian rất dài nữa. Cứ cho là có một đám người đang tụng kinh cầu phúc cho mình đi chỉ có điều giữa một đám hòa thượng bên người hắn vẫn thấy là lạ hai đời cộng lại hắn cũng không nghĩ tới sẽ có ngày này. viên phương đưa hắn tới trước một căn hầm phất tay ra hiệu cho tăng nhân trông coi mở hầm nắp hầm dưới sàn nhà mở ra một mùi tanh tưởi bốc lên gai mũi như hữu đạo nhíu mày hai tăng nhân bước xuống bậc thang đi xuống hầm chẳng mấy chốc có tiếng xích sắt loảng xoảng dưới đó vọng lên lục thánh trung bị trói chặt tứ chi đứng trước mặt như hữu đạo nhưng hắn hoàn toàn không thể nhận ra đầu tóc rối bù mặt mũi bẩn thỉu không nhìn rõ được, như bôi thứ gì đó lên mặt vậy, quần áo sộc sạch khó coi. chương 295, Hiểu lầm 1, Lục Thánh Trung không nhìn được giơ tay gãi gãi đầu, hai mắt nhiều hữu đạo lấp lẽ, nhìn rõ có con sâu gì đó trong tóc gã bỏ ra, cơ mặt giật giật một hồi. Thêm vào mùi tanh hôi dọa người từ trên người gã, nhiều hữu đạo xoa xoa mũi, cao mày nói, cho họ đi tắm rửa đi, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, ngày mai mang đến gặp ta. Vốn hắn muốn nói chuyện với Lục Thánh Trung, nhưng sáu người thế này, hắn trốn không kịp, then chốt là đối mặt với người thế này hắn không thể mở miệng nổi. Ngất ngất, viên phương lập tức phất tay ra hiệu cho tăng nhân làm theo. Như hữu đạo để ý, nghe nói vậy lục thánh trung khóc, chảy nước mắt. Quay đầu rời đi, như hữu đạo hỏi viên phương, sao lại làm người ta thành ra như vậy? Đạo lý của viên phương rất đơn giản, đạo gia dặn dò không được để gã chạy thoát, y cũng sợ trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên dặn chúng tăng nam sơn tự tuyệt đối tránh mọi khả năng có chuyện gì bất ngờ xảy ra nói trắng ra là không được mở xích sắt trên người lục thánh trung từ khi bị bắt lục thánh trung chưa bao giờ rửa mặt nhốt ở đâu thì ăn uống ngủ nghỉ luôn ở đó quần áo cũng không thay không thối mới lạ ai về chính sảnh phủ quận thủ lam nhược đình thở dài thương triều tông ngồi xuống hỏi cớ gì tiên sinh thở dài lam nhược đình lắc đầu cười khổ nếu không phải sợ khiến cho đạo gia nổi giận Ta thực sự muốn đến tòa miếu nhỏ ở thôn kia xem. Từ một thôn trang sơn giã thời loạn lạc lại có thể có một viên cương như vậy đã thực hiếm thấy rồi. Lại còn nuôi ra được một yêu nhiệt đạo gia xuất sắc như thế. Ta thực hổ thẹn sâu sắc với bao năm truyền thụ của lão sư. Chỉ sợ nếu lão sư còn sống cũng sẽ cảm khái. Ông ta lắc lắc đầu, không dám bất kính với lão sư đã mất. Lại thở dài, tuổi còn rất trẻ. Bất luận là kinh nghiệm cuộc sống hay kiến thức cũng làm sao có thể làm được như thế. Ta thực không tưởng tượng được quả thật là giang sơn đời nào cũng có tài tử không phục cũng không được có thể đây chính là kỳ tài ngất trời trong truyền thuyết đi thương thục thanh an ủi tiên sinh quá khiêm tốn rồi ai cũng có sở trường riêng tiên sinh am hiểu quân sách và chính vụ đạo gia lại chưa bao giờ đụng vào có thể thấy đạo gia không am hiểu chuyện này ở điểm này khẳng định đạo gia không bằng tiên sinh ai lam nhược đình khoát tay áo ra vẻ không cần nói vậy điều chỉnh lại tâm trạng ông ta trầm ngâm nói vương ra ta đang nghĩ đến một chuyện, trước đến nay vẫn là đạo gia giúp chúng ta, mà hình như chúng ta chưa bao giờ trả cho đạo gia cái gì. Tiếp tục như vậy lâu dài cũng không được, chuyện cung ứng tài nguyên tu luyện đã đồng ý lúc trước. Dù ông ta không nói hết câu nhưng huynh muội thương thị đều hiểu ý. Lúc trước họ đồng ý cung cấp tài nguyên tu luyện, nhưng bị thiên ngọc môn sen vào chiếm mất. Nói một cách nào đó, là bọn họ nuốt lời rồi. Thương triều tông cắn răng, không thể hiện chút gì thực không nói được nữa, khó mấy cũng phải chen vào một chút bên cạnh hắn có nuôi người, không thể nào không có tiền tiêu dùng cơ bản, trước hết tìm cách lấy ra 10.000 kim tệ đi. Không phải hắn ta hẹp hòi, mà là cuộc sống dân sinh của quận Thanh Sơn vốn khó khăn, lại thêm khi bại lui, nhân mã quận Thanh Sơn đều đem đi tất cả những thứ gì đem đi được, có quá nhiều thứ cần phải bỏ tiền. Thời gian ngắn ngủi, nguyên khí vẫn chưa hồi phục, Thiên Ngọc Môn giúp chấn giữ quận Thanh Sơn đã không dễ, giờ còn muốn họ cung cấp tài lực là không thể. Lam Nhược Đình khổ sở nói, có hơi xấu hổ, cả quận Thanh Sơn lớn như thế mà chỉ có thể lấy ra 10.000 kim tệ cho hắn, hắn tin sao? Thương Thục Thanh nói, nếu đạo gia có thể đưa ra con đường kiếm tiền cho Thiên Ngọc Môn thì hẳn cũng là người thông tình đạt lý. Ta là nữ nhân, dễ nói chuyện, để ta đưa cho hắn rồi giải thích thêm, có lẽ hắn có thể thông cảm. Ý của Lam Nhược Đình là tìm cách thu vén cấu xé từ những khoản chi tiêu khác ra thêm vào một chút, nhưng Thương Thục Thanh đã nhận định đạo gia sẽ không có ý kiến gì, ông ta sẽ không nói gì nữa. Nói thật, đưa 10 ngàn kim tệ thương triều tông cũng ấy náy ngại ngùng, chỉ sợ chẳng dám đưa ra. Nhưng hiện giờ quận Thanh Sơn chỗ nào cũng hỏng, nơi nào cũng cần chấn hưng, thực sự có quá nhiều nơi quan trọng cần tiêu tiền, muội muội chủ động nhận việc này, hắn ta mừng lắm, gật đầu nói, Thanh Nhi nói có lý, nữ nhân các muội nói chuyện dễ hơn. Để muội đi đi, ánh mắt Lam Nhược Đình liếc nhìn Thương Triều Tông có hơi quái lại, nghĩ bụng, để một hoàng hoa khuê nữ chưa gả chạy sang chỗ một nam nhân ở cũng gọi là tiện sao lẽ nào ngài không sợ lời ra tiếng vào phá hủy sự trong sạch của muội muội nhà mình thực tế căn bản thương triều tông không lo lắng chuyện này vì muội muội mình xấu xí đáng sợ nào có nam nhân nào có ý định biến thái đến thế được chứ hắn ta cũng không cho rằng đạo gia có khẩu vị đặc biệt như thế đương nhiên cũng vì hắn ta tin vào nhân phẩm của ngưu hữu đạo tiếp xúc lâu như vậy chưa bao giờ thấy hắn đòi hỏi tí gì với nữ sắc không giống một số tu sĩ thiên ngọc môn sau khi quyết định 10.000 kim tệ, Lam Nhược Đình lập tức sai người đi lấy tiền tới. Cũng không phải bên này hiện nay chỉ có 10.000 kim tệ, hơn 10 vạn kim tệ tiền mặt cũng có, nhưng có rất nhiều kế hoạch chi tiêu, tiêu tốn rất nhiều. Tiêu vào đây một chút, chỗ quan trọng khác sẽ phải giảm bớt. Bành hữu tại cùng một đám cao tầng thiên ngọc môn cũng tới, còn có cao tầng ba phái lưu tiên tông cũng ở đây, không cố gắng phục vụ không được. Chi phí đã căng thẳng lắm rồi, giờ lại còn phải bỏ ra 10.000. Người giữ tiền đi tới dâng sổ sách lên. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình đã bàn bạc một lúc lâu chỉ vì 10.000 kim tệ này, tư vị một phân tiền làm khó anh hùng thật không dễ chịu. Bàn tới bàn lui, cuối cùng vẫn quyết định giảm bớt quân nhu, tạm thời khấu từ một phần tiền lương của quân sĩ. Thực sự không thể động vào một số khoản chi gấp như lửa xém lông mày khác. Việc quan hệ tới lòng người quận Thanh Sơn không thể có sai lầm. Hiện giờ, quân đội phải nuôi, từng bữa ăn của quan viên cũng phải dùng tiền, bảo quan viên địa phương và gia quyến đói bụng. Người ta còn cai quản địa phương giúp ngươi sao? Quân đội ăn chung nồi, không cần quân sĩ bỏ tiền, mọi người đã chiếm được địa bàn quận Thanh Sơn, cũng có thể thấy được lợi ích tương lai, cố gắng giải thích với tướng lĩnh bên dưới một chút, lại hứa hẹn sau này nhất định sẽ đền bù cho mọi người, cũng có thể trấn an được bên dưới. Thương Triều Tông tự tay ký tên khấu trừ 10.000 kim tệ trên cột quân nhu. Một tấm kim phiếu trị giá 10.000 kim tệ lập tức được giao đến tay Lam Nhược Đình. Lam Nhược Đình lại giao cho Thương Thục Thanh, nhận được kim phiếu Thương Thục Thanh phỏng chừng Nghiêu Hiếu Đạo vừa mới về sẽ không đi nghỉ sớm như vậy, mà lúc nãy gặp mặt cũng chưa nói được với hắn câu nào, mang theo tâm tư, nàng cầm kim phiếu đi tới viện tử đằng sau phủ quận thủ. Quả thực Nghiêu Hữu Đạo không nghỉ ngơi, hắn đang tắm, quận chúa, hay ngài tới sảnh ngồi trước, chờ đạo ra tắm xong ta sẽ thông báo cho ngài. Viên phương canh giữ bên ngoài hỏi thử, khá trột dạ. Y cũng không hiểu làm sao hắc mẫu đơn lại đi cùng đạo gia. Chính mắt Y nhìn thấy nàng cùng đạo gia vào tắm, lâu như vậy còn không đi ra cô nam quả nữ cùng tắm chung còn có thể có chuyện tốt gì y cũng sợ người ngoài nhìn vào lại khó chịu dù sao tuổi hắc mẫu đơn cũng lớn hơn đạo gia không ít đâu trong lòng y cũng thầm thở dài với điều kiện của đạo gia nữ nhân thế nào mà không tìm được làm gì phải qua lại với hắc mẫu đơn thương thục thanh mỉm cười không cần ta chờ đạo gia ở đây không bỏ ra nổi nhiều tiền đành phải thành ý hơn một chút bù vào a à, viên phương không nói gì thân phận thương thuộc thanh là quận chúa, y cũng không dám cứng rắn ngăn cản. Y còn đang cân nhắc tìm cách lừa thương thuộc thanh rời đi, tránh khỏi nhìn thấy thứ không nên nhìn, ai ngờ cửa phòng tắm lớn lại mở ra. chương 296, Hiểu lầm 2, hắc mẫu đơn thân thể đấy đã đi ra trước, mặc thường phục sau khi tắm, tóc dài xóa bên vai. Gần như cùng lúc, như Hiễu đạo cũng mặc thường phục thong thả ung dung đi ra. Thương thuộc thanh đứng trong sân ngơ ngác nhìn cảnh này. Nàng ngơ ngác nhìn trước nữ sau nam cùng tắm đi ra, hai mắt tròn xoe. Chớp mắt một cái, thương thuộc thanh kịp phản ứng lại, chỉ thấy đột nhiên tim mình đau quá, đau tới không chịu nổi, đau tới thấu tim gan. Chỉ một giây này, trái tim nàng như bị một mũi tên bắn trúng, cảm giác khó nói nên lời kia ập tới tràn ngập toàn thân, nàng chưa bao giờ trải qua, lại càng ghi lòng tạc giả. Nàng cũng không hiểu vì sao thấy cảnh này mình lại phản ứng như vậy. Nhất thời, thương thuộc thanh luôn thông tuệ lại hơi bối rối, có thể nói lòng rối như tơ vò, tay chân luống cuống, vội quay đầu bước đi, thấy nàng đi tới bậc thang đang muốn bước xuống như hữu đạo cũng hơi sửng sốt nữ nhân này có ý gì đây hắn vội gọi quận chúa có việc gì sao thương thục thanh vừa đi vừa đáp với lại không có chuyện gì là thanh nhi mạo nguội cũng không quay đầu lại nàng vội vàng biến mất sau cửa nguyệt hắc mẫu đơn đứng bên cạnh như hữu đạo đăm chiêu như hữu đạo chậm rãi bước xuống bậc thang hỏi viên phương có phải quận chúa có chuyện gì không viên phương gật đầu có vẻ có việc gì đó nên mới chờ đạo gia ngài ở đây phỏng chừng là y liếc mắt chậm rãi nhìn sang hát mẫu đơn phỏng chừng là đã hiểu lầm chuyện gì đó sợ làm hỏng chuyện tốt của đạo gia ngài nghiêu hữu đạo lạnh lùng lường y ngươi là người xuất gia đâu ra làm ý đổ xấu thế viên phương lầm bầm còn không rõ sao trừ phi là người mù bằng không có ai không thấy nghiêu hữu đạo quay lại nhìn phòng tắm nhìn dung nhan hát mẫu đơn lại nhìn mình kết hợp với lời nói vừa rồi của thương thục thanh ngẫm lại cũng phải, có thể là hiểu lầm thật. Nhưng hắn cũng mặc kệ, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, chẳng có gì cần giải thích. Hắn phỏng trừng thương thuộc thanh cũng không có chuyện gì quan trọng, bằng không, với sự thông tuệ của nàng, nàng sẽ không vì chút hiểu lầm mà vội vàng lảng tránh như vậy, nàng biết nặng biết nhẹ. Nếu không phải chuyện quan trọng, giờ tối rồi cũng không cần vội, hôm nào gặp mặt hỏi rõ là được. Như hữu đạo xoay người đi, hắc mẫu đơn đi đằng sau cười hỏi, đạo gia có phải vì quận chúa này thích ngài không? nghiêu hữu đạo lườm nàng một cái chẳng muốn nói đến vấn đề tẻ nhạt này hắn không có hứng thú gì với thương thục thanh không liên quan đến đẹp hay xấu dù dung mạo nàng đẹp như thiên tiên hắn cũng không có ý định lung tung kia huống chi nàng còn xấu đến đáng sợ hắn xem người không xem bề ngoài nhưng cũng không đến nỗi có khẩu vị đặc biệt như vậy quan sát phản ứng của hắn lại thêm vài câu thăm dò hắc mẫu đơn xem rõ đạo gia không có cảm xúc gì với vị kia có điều ngẫm lại cũng phải dung nhan của nàng ấy thật đáng sợ nếu không có thân phận bối cảnh chỉ sợ không có nam nhân nào để ý đến hắc mẫu đơn là người từng trải lắc lắc đầu lòng thầm thở dài dù xấu dù đẹp có nữ nhân nào không có thuở mới biết yêu chỉ có điều nhà đầu mốc khó mà qua cửa ải này thôi chỉ mong nhà đầu mốc này hiểu được mình cần gì không nên bị cảm xúc rung động lần đầu ấy che mắt cuối cùng lại là tự mình làm mình tổn thương dù sao nàng cũng vừa thương hại vừa thông cảm với thương thục thanh Thân là nữ nhi, nàng cũng cảm động, nàng hiểu rất rõ dung mạo có ý nghĩa thế nào với một nữ nhân. Lớn lên xấu như thế còn có thể thản nhiên ra gặp người, nàng ấy cần phải kiên cường tới mức nào mới làm được. Không chỉ nàng, ngay cả Phượng Nhược Nam trước giờ vẫn không khách khí với phe thương Triều Tông thấy thương Thục Thanh cũng chủ động thân cận. Hiện nay xem ra trên căn bản sẽ không có nữ nhân nào coi thương Thục Thanh là uy hiếp trong tiềm thức, cũng khó sinh lòng ganh tị. Xấu một chút, đôi lúc cũng không hẳn là chuyện xấu. Mà lúc này thương thục thanh đang đứng trong bóng tối dưới chân tương, một tay bám vào bờ tường, đầu cúi thấp. Tay kia nàng chậm rãi đưa lên, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng xoa xoa vỗ vỗ lên vết bớt xấu xí che kín khuôn mặt mình, đầu ngón tay run rẩy, ánh mắt tràn đầy tự ti, mặc cảm và buồn bã. Có điều, cũng bởi vậy mà nàng nhanh chóng bình tĩnh tỉnh táo lại, bởi nàng biết nàng không thể. Hỏi ngược lại, mình đang làm gì đây? Làm sao có thể làm lỡ việc chính? Quay lại biết báo cáo với ca ca và Lam Tiên Sinh thế nào? Nhất định bên ca ca còn đang chờ mình quay lại, nhất định phải hỏi thái độ của đạo gia thế nào. Người nào? Một bóng người nhảy ra ở góc trường phía trước, hỏi một tiếng, giọng nói sang sảng mạnh mẽ đầy khí thế hùng hồn. Người tới chính là Viên Cương đang cẩn thận kiểm tra chỗ ở của Ngưu Hữu Đạo, đi tới đây đột nhiên thấy một người đang trốn trong bóng tối góc tường. "Là ta." Thương Thục Thanh đứng thẳng lại đáp, thấy nàng dựa vào tường, Viên Cương đi tới xem, nghi ngờ hỏi, "Quận chúa, sao ngài lại ở đây? Không khỏe sao?" Thương Thục Thanh nghĩ một chút, tìm cách cứu vãn tình hình, bèn đáp ta có việc cần phải tìm đạo gia, nhưng không biết đạo gia đang tắm cùng hắc mẫu đơn, đã xông tới khiến đạo gia mất nhã hứng, vội vàng tránh ra. Hiện giờ nghĩ lại, chuyện ca ca giận còn chưa kịp làm, không biết nên làm sao cho phải. Viên cương vừa nghe đã biết hắc mẫu đơn mặt dày kia lại khiến người ta hiểu lầm, đáp không có gì là xông tới hay không xông tới. Đạo gia cũng không có nhã hứng kia, đạo gia và hắc mẫu đơn không phải như người nghĩ, quận chúa cả nghĩ rồi vừa có chính sự, đạo gia cũng không nghỉ ngơi gì, đi theo ta. Gặp lại nhiều hữu đạo trong phòng khách, thương thục thanh đã khôi phục bình tĩnh và lý trí. Chú ý phản ứng của nàng, hai mắt hắc mẫu đơn sáng lên hai lần. Thấy viên cương đưa thương thục thanh về, nhiều hữu đạo mặc thường phục cũng không để ý chuyện nhỏ lúc trước, cười nói, xem ra quận chúa có việc thật, không biết có gì phân phó. Đạo gia nói đùa rồi, thương thục thanh lấy tấm kim phiếu kia ra, đặt lên khao trà, mấy ngón tay thanh nhỏ nhẹ nhàng đẩy kim phiếu tới trước mặt nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo liếc nhìn giá trị tấm kim phiếu ngờ vực hỏi quận chúa có ý gì vậy cho ta người cùng trí ngắn vẫn luôn là đạo lý dù là thiên kim thân vương hoàng tộc cũng vậy lúc này thương thục thanh cũng hơi lúng túng người bên cạnh đạo gia cũng cần chi tiêu nhưng tình hình quận thanh sơn hiện giờ trăm phế chờ hưng chút tiền này đạo gia đừng chê ít cứ nhận trước sau này chờ thu được các loại thuế phú sẽ bù đắp cung phụng là cho mình thật nghiêu hữu đạo hiểu nhưng ánh mắt nhìn tấm kim phiếu vẫn có nét gì đó quái lạ ánh mắt này của hắn khiến thương thục thanh hơi bất an chẳng lẽ mình đoán sai đối phương chê thật nghiêu hữu đạo nhướn mày trầm ngâm hỏi tình hình tiền nong hiện nay của quận thanh sơn rất căng thẳng sao dù hắn không hỏi thương thục thanh cũng chuẩn bị giải thích rõ ràng hắn đã hỏi cũng bất việc phải quanh vo lòng vòng nàng gật đầu đáp lo lắng không biết nói thế nào nhưng thực sự có rất nhiều việc gấp như lửa xém lông mày cần đến tiền an quân an dân cố phòng trinh đinh khắp nơi đều phải dùng tiền, như hữu đạo chế nhạo, lẽ nào không lần nào cướp của người giàu chia cho người nghèo như ở huyện thương lư nữa sao? cả quận thanh sơn lớn hơn huyện thương lư nhiều, hắn đang ám chỉ khi mới đến huyện thương lư, thương triều tông bèn cướp hết của cải của phú hộ huyện thương lư đến không còn gì, cấp tốc gom góp ra một khoản tiền lương. thương thục thanh lắc đầu, cũng không phải không có ý định đó, nhưng trước khác này khác, lúc trước có thể thành công là vì huyện thương lư không có bất kỳ phòng bị nào, không ngờ ca ca đột nhiên ra tay. Đại chiến ở quận Thanh Sơn thì không giống thế, Phú Hộ có đủ thời gian để bỏ chạy, mang được cái gì đi đều mang đi cả, chỉ còn một số tài sản không mang đi được, ví dụ như trạch viện đạo gia đang ở đó, vì thế, không quét được bao nhiêu. chương 297, tay chân vụng về, còn bách tính bên này, Kaka đã hạ lệnh trinh một lần thuế cần thiết, nếu không có lần trưng thu đó, chỉ sợ 10.000 kim tệ này cũng không lấy ra được. Kaka mới chấp trưởng quận Thanh Sơn, bách tính vẫn còn bất an, ngờ vực và vẫn đang quan sát, vừa mới tới đã thu thuế, nếu mới không bao lâu sau đã lại thu lần nữa, chỉ sợ mất hết dân tâm. Một khi bách tính kinh hãi bỏ chạy hoặc cùng nhân mã triều đình nội ứng ngoại hợp, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Như hiểu đạo khẽ gật đầu, hắn có thể hình dung được, thiên ngọc môn nhận chống đỡ chính là vì muốn cướp lấy lợi ích, không thể mong họ dồn quá nhiều tài lực vào đây. Người ta canh giữ một phương cho ngươi là vì muốn có tiền, chứ không phải chi tiền. Thiên Ngọc Môn biết bên này tạm thời khó khăn không đòi tiền ngươi là tốt rồi, ngươi còn muốn người ta móc tiền túi ra cho ngươi sao vẫn chưa đến lúc quay đâu ra được tiền ngươi còn không triệt thiên ngọc môn muốn canh giữ cho ngươi làm gì còn phượng lăng ba không nhận được lợi ích từ quận thanh sơn còn phải bù vào một lượng lớn nhân mã và vật tư đã khó chịu rồi nào có chuyện bỏ cả đống tiền tới tiếp tế đây là mình sơ sẩy rồi như hữu đạo trầm mặc ấn ấn kim phiếu trên khay trà đẩy trả về thương thục thanh rõ ràng hắn không chịu nhận thương thục thanh cẩn thận hỏi đạo gia chê ít ư nghiêu hiếu đạo gật đầu nếu để cung phụng ta chút tiền này quả thực hơi ít ta cũng không biết chia cho mọi người thế nào hắn nghiêng đầu nhìn đám người viên cương bị người ta chê thẳng mặt quả thực nàng tiến thoái lưỡng nan thương thục thanh xấu hổ lúng túng vô cùng cảm giác xấu hổ vì nghèo thực không dễ chịu vừa nói vừa như cầu xin đạo gia có ơn lớn với huynh muội chúng ta không có đạo gia sẽ không có huynh muội chúng ta ngày hôm nay chúng ta cũng biết chút tiền này chẳng đáng là bao nhưng quả thực bên này rất khó khăn chỉ cần quận Thanh Sơn khôi phục được nguyên khí, cái gì nên cung phục, đều sẽ đưa tới đạo gia. Hiện giờ, như hữu đạo giơ tay ngắt lời, quận chúa hiểu lầm rồi, ý của ta là, quận chúa không nên coi thường như mỗ, ta không thiếu chút tiền ấy. Hắn quay sang chỉ viên cương, lấy 20 vạn ra giúp vương ra đi. Viên cương không lấy gì, lẳng lặng lấy một sấp kim phiếu ra, đếm đếm 20 tờ, đặt 20 tấm kim phiếu trị giá 10 ngàn lên trước mặt thương thục thanh, mặc nàng chố mắt ra nhìn, rồi lui lại. Thương Thục Thanh ngơ ngác nhìn chồng kim phiếu, lại ngẩng đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra hiệu, 20 vạn kim tệ, nhờ quận chúa chuyển cho vương ra giải quyết nỗi lo gấp gáp. Với hắn, hắn không thể để các thế lực khác gây ảnh hưởng lớn đến mức có thể áp đặt thương triều tông, như vậy sẽ hoàn toàn bất lợi với mình. Hắn lao lực tâm tư giúp đỡ nâng đỡ thương triều tông không chỉ vì huynh muội thương thị, cũng là vì an toàn của hiện tại và tương lai sau này. Cần phải cho những người đi theo mình, bán mạng cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Vì lẽ đó, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tranh quyền có sức ảnh hưởng chủ đạo lên thương triều tông với thiên ngọc môn, chỉ có điều, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm đó. Nếu thiên ngọc môn không chịu ra tay tiếp tế, vậy hắn cũng không khách khí. Chớp mắt thương thục thanh cảm thấy mình đang bị sỉ nhục trước mặt mọi người, lấy ra 10.000 kim tệ cho người ta, người ta không lấy, còn lấy ra 20 vạn kim tệ cho mình giải quyết việc gấp. Đây là kết quả nàng không ngờ tới, bảo nàng làm sao chịu nổi. Nàng đỏ mặt, khuôn mặt lại càng xấu xí, ngây ra đó, cắn môi. Nàng chưa kịp nói gì, nhiều hữu đạo đã hiểu nàng nghĩ gì, khoát tay nói, quận chúa không nên hiểu lầm. Tiền này ta cho vương ra mượn, chứ không phải tặng không. Sau này có điều kiện phải trả lại ta, quận Thanh Sơn cực kỳ căng thẳng, không vay mượn đâu được, giờ có người đồng ý cho vay tiền vô điều kiện, không muốn sao. Dù thương thuộc Thanh không muốn, nhưng thực tế trước mắt, khó có thể từ chối. Cuối cùng, nàng thẹn thùng lúng túng nhận lấy. Khi nàng về đến trước cửa phủ quận thủ, lập tức có người dẫn nàng tới thư phòng vương gia. Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình đang chờ nàng ở đó. Vừa thấy sắc mặt muội muội không bình thường, Thương Triều Tông lập tức hỏi, Thanh Nhi, sao rồi? Thương Thục Thanh lấy ra tấm kim phiếu 10.000 kim tệ từ trong ống tay áo, đặt lên bàn sách. Lam Nhược Đình và Thương Triều Tông nhìn nhau, Thương Triều Tông hỏi thử, hắn chế ít không nhận sao? Thương Thục Thanh lại lấy ra một sấp kim phiếu từ trong ống tay áo để lên bàn, Lam Nhược Đình và Thương Triều Tông sửng sốt, Lam Nhược Đình cầm kim phiếu lên đếm, ngạc nhiên hỏi, 20 vạn. Quận chúa, chuyện gì thế này? Đạo gia biết tình hình thu chi bên này rất căng thẳng, nên cho chúng ta mượn 20 vạn kim phiếu dùng đỡ. Thương Thục Thanh kể lại đại khái tình huống khi ấy, trong thư phòng lặng thinh. Hồi lâu sau, Thương Triều Tông mới thầm lẩm bẩm, hắn kiếm đâu ra lắm tiền như vậy. Lam Nhược Đình hỏi, lúc trước Thiên Ngọc Môn có hỏi chúng ta có biết tin hắn cướp sạch hàng hóa ở cửa hàng của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Linh Tu Sơn ở trích tinh thành không? Sợ là tiền này có quan hệ với chuyện đó. Chỉ là, ba phái lại chạy tới nương nhờ vào đây, ân ân oán oán chúng ta cũng không biết, không biết đạo gia muốn thế nào. Thương Triều Tông hơi trầm mặc, rồi ngửa mặt lên trời thở dài, hình như người ta chẳng thiếu cái gì, bản vương còn có thể cho người ta cái gì đây? Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh đều trầm mặc, đều thông cảm cho cảm giác muốn thưởng mà không thể thưởng của hắn ta. Những người khác đều chăm chăm đòi tiền mình, đạo gia lại chỉ cho, có thể nói từ đầu tới giờ chưa nhận được thứ gì từ họ. Sáng sớm hôm sau, viên cương dùng hai nắm tay, bám vào một cái xà đơn, kéo mình lên, chỉ dùng vào lực nắm của hai bàn tay, giữ thật lâu. Hắn ta đang luyện lực bắt của hai bàn tay, mấy hòa thượng Nam Sơn tự vẫn đang quét rác trong đình viện, loạt soạt loạt soạt. Trước vẫn vậy, giờ chỉ là khôi phục lại sinh hoạt thường ngày mà thôi. Sinh hoạt thường ngày của Ngưu Hữu Đạo Đại thể đều là do các hòa thượng này chăm lo. Từ ăn uống thử độc, tắm ngội giặt rũ tới vệ sinh nhà cửa mọi việc đều do các hòa thượng nam sơn tự lo đây cũng là ý của viên cương công việc hàng ngày phục vụ nhiêu hữu đạo đều được viên cương chia ra từng phân đoạn định ra từng bước tỉ mỉ chi tiết để cho đám hòa thượng này nghiêm ngặt chấp hành không cho phép người bên ngoài nhúng tay chủ yếu là để bảo vệ nhiêu hữu đạo không cho kẻ có ý đổ xấu có cơ hội ra tay trong ánh nắng ban mai an lành hắc mẫu đơn đi ra qua người quét xác, tới trước cửa phòng nhiêu hữu đạo gõ gõ cửa, được hắn cho phép bèn đẩy cửa bước vào. Chỉ chốc lát sau, hắc mẫu đơn lại từ bên trong đẩy mấy cánh cửa sổ phòng hắn ra. Viên cương treo trên xà đơn nghiêng đầu nhìn sang, qua cửa sổ, thấy Nghiêu Hữu Đạo ngồi trước bàn gương, hắc mẫu đơn bắt đầu chải tóc cho hắn. Đúng lúc này, Thương Thục Thanh cũng đến, gật đầu mỉm cười với hòa thượng quét xác hành lễ, cũng gật đầu chào với viên cương đang treo mình trên xà. Một khắc sau, thấy hắc mẫu đơn và Nghiêu Hữu Đạo trong phòng, bước chân nàng khựng lại, ngơ ngác nhìn từ trước vẫn là nàng trải tóc cho hắn, giờ hắn về, nàng theo thói quen định tới trải giúp. Thương Thục Thanh do dự không biết có nên lại gần không. Dù sao bên cạnh đạo gia cũng có một hắc mẫu đơn gần gũi, bối rối lúng túng một lúc lâu, cuối cùng chỉ thầm cúi đầu, ánh mắt sắc mặt đều buồn rầu ủ rũ, phát hiện mình chạy đến đây chỉ là dư thừa, cũng rất lúng túng, không biết nên quay về hay đi tiếp. Nàng vẫn tự cho rằng mình hiểu chuyện, biết phân nặng nhẹ, có thể nghĩ thông, thản nhiên đối mặt, nhưng tận mắt nhìn thấy, mới nhận ra cảm giác khó chịu trong lòng. Này, viên cương treo trên xà đơn đột nhiên hít một hơi, bay lên. Như hữu đạo nhắm mắt ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm mở mắt ra nhìn, hắc mẫu đơn đang cẩn thận trải tóc cho hắn cũng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. mươi 298, khinh nhờn, hai người thấy hành động của viên cương, cũng thấy thương thục thanh đang đứng lặng im trong đình viện. Như hữu đạo liếc nhìn viên cương nhảy khỏi xà đơn đầy thâm ý, hơi nghiêng đầu gọi mời quận chúa đến đây đi hắc mẫu đơn buông tay thả lược xuống bước ra ngoài mời thương thục thanh đi vào quận chúa có việc gì sao như hữu đạo cười hỏi thương thục thanh dịu dàng đáp tới xem đạo ra đổi nơi ở mới có quen không thôi như hữu đạo à lên một tiếng ta còn tưởng quận chúa định đến trải tóc cho ta đấy thương thục thanh liếc nhìn hắc mẫu đơn có mẫu đơn tỉ tỉ làm rồi không cần thanh nhi tay chân vụng về như hữu đạo nói nàng ấy sao nàng ấy mới là tay chân vụng về không bằng nàng hắc mẫu đơn lườm hắn một cái thầm mắng đổ vô lương tâm lão nương hầu hạ ngươi lâu như vậy phí công rồi chỉ đổi lấy một câu tay chân vụng về thôi sao ngươi đi chuẩn bị nước rửa mặt đi như hữu đạo nghiêng đầu nói với hắc mẫu đơn vâng trong phòng chỉ còn lại hai người hoàn toàn yên tĩnh như hữu đạo còn chưa trải tóc xong chậm rãi nhắm mắt thương thục thanh bối rối không biết nên đi hay nên ở hơi mím đôi môi anh đào nhẹ nhàng đi tới trước bàn trang điểm cầm lược đi ra sau lưng như hữu đạo cẩn thận tỉ mỉ chuyên chú trải tóc không cần nhìn là ai, cảm giác thoải mái quen thuộc khiến hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Cảm giác khi thương thuộc thanh trải tóc khác với hắc mẫu đơn trải, mỗi một sợi tóc đều có thể cảm nhận được sự dịu dàng cẩn thận, thư giãn thoải mái trải xuôi khắp toàn thân. Hắc mẫu đơn trải luôn dùng lược giật mạnh, đôi khi đứt mất vài sợi tóc, thương thuộc thanh thì không, chỉ khiến người cảm thấy hưởng thụ. Thực ra, mới đầu Ngưu Hữu Đạo cảm thấy để tóc dài như vậy thật phiền, cho nên chỉ tùy ý buộc thành đuôi ngựa, là thương thuộc thanh khiến cho hắn cảm thấy trải tóc cũng là một loại hưởng thụ, dần dần quen búi tóc vẫn là quận chúa trải đầu dễ chịu như hữu đạo lim dim mắt khen thương thục thanh hơi mấp máy môi nhẹ nhàng hỏi vẫn thế sao như hữu đạo ư mà như phủ định thật đúng là không giống chỉ là để ngài là quận chúa mà làm việc thua tục này thực không thích hợp thương thục thanh khe khẽ đáp không sao như hữu đạo mỉm cười không nói chuyện này nữa hỏi lại đã dùng bữa sáng chưa thương thục thanh vẫn cẩn thận trải đầu vuốt tóc cho hắn không ngừng tay đáp còn sớm về rồi dùng cũng không muộn có thấy thơm không, thương thuộc thanh ít hà, nhìn quanh, lúc nãy đến viện tử này nàng đã ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ, giờ nghe hắn hỏi vậy cũng khá tò mò, hỏi có quan hệ tới bữa sáng sao. Nhiêu hữu đạo cười, hôm qua viên cương xem xét viện tử này đã phát hiện chủ nhân cũ của nó có để lại một đống mộc tử dùng để làm thuốc trong một gian phòng, thực ra chính là sơn trà, có thể ép ra dầu. Có dầu này rồi có thể làm rất nhiều đồ ăn, đương nhiên viên cương sẽ không bỏ lỡ, đã dạy đám hòa thượng kia nên làm thế nào mùi thơm kia hẳn là đang ép dầu như hữu đạo mỉm cười hôm qua viên cương có nói sáng nay sẽ dạy các hòa thượng kia làm chút bánh quẩy ở lại cùng nếm thử đi bánh quẩy thương thục thanh kinh ngạc nàng chưa bao giờ nghe nói đến hiện giờ cũng có chỗ ở an ổn rồi viên cương sẽ dạy các hòa thượng kia chút kỹ nghệ nấu nướng lão hùng ở bên cạnh nghe xong lập tức đòi quyền quản chế lão yêu quái kia khá hẹp hòi người cũng biết sau này có lẽ không phải ai cũng có thể dùng bữa sáng ở đây đâu quận chúa vẫn trải tóc cho ta, không thể báo đáp, nếu không chê, sau này cứ sang đây cùng dùng cơm với ta. Thương Thục Thanh cũng cười đồng ý, được, hắc mẫu đơn bưng nước rửa mặt tới, bên này tóc cũng chải xong. Hắc mẫu đơn nhìn thấy không khỏi bội phục tay Thương Thục Thanh khéo tay, trải cho đạo ra một mái tóc dài không loạn sợi nào, cực kỳ chỉnh tề ngay ngắn. Sau khi rửa mặt, hai nữ nhân cũng đi xem bánh quẩy. Trong nắng sớm, như hữu đạo bồi hồi ngồi trong đình viện suy tư. Viên cương đi tới bên cạnh, Nghiêu hiểu đạo người người mùi dầu tanh trên người hắn ta, không hỏi chuyện bánh quẩy mà hỏi, người có ý kiến gì với hắc mẫu đơn? Viên cương lắc đầu, không có. Nói vậy mà không phải vậy, thực ra hắn ta vẫn không ưa nhìn một số hành vi của hắc mẫu đơn, cho rằng nàng không biết xấu hổ. Nhưng hắn ta hiểu đạo gia, xưa nay đạo gia vẫn không phủ nhận ai vì khuyết điểm của họ, nhìn thấy khuyết điểm của một người cũng nhìn thấy ưu điểm của họ. Hắn cảm thấy người thích hợp thì dù người có khuyết điểm hắn cũng nhận hắn ta biết đạo gia không quan tâm đến khuyết điểm của hắc mẫu đơn nói cũng vô dụng nên không nói nghiêu hữu đạo đột ngột đổi chủ đề mang lục thánh trung kia tới gặp ta viên cương gật đầu nàng là quận chúa hắc mẫu đơn bị chặn ở cửa phòng bếp vừa bực mình vừa buồn cười nàng và thương thục thanh muốn xem bánh quẩy làm thế nào lại bị viên phương cản lại không cho vào bếp hắc mẫu đơn đành chỉ thương thục thanh bên cạnh làm bình phong viên phương chắp tay với thương thục thanh quận chúa đây là độc môn là bí phương độc môn đạo gia đã đồng ý cho Nam Sơn tự chúng ta, sau này Nam Sơn tự phải dựa đây vào mà kiếm tiền. Đạo gia cũng đồng ý sau này sẽ do phòng bếp Nam Sơn tự làm. Xin quận chúa thứ lỗi, rõ ràng hắn không chịu nhượng bộ, chỉ sợ bị người ta ăn cắp bí quyết. Ra mặt thương thuộc thanh không dày, bị nói vậy, xấu hổ, đành bỏ đi suy nghĩ muốn xem thử. Hắc mẫu đơn quay người đi theo nàng khinh bỉ bỏ lại một câu, lão hùng, phòng bếp không phải của nhà ngươi người dám treo luôn tấm biển nam sơn tự trước cửa phòng bếp luôn rồi nhìn hai người rời đi viên phương cầm bánh quẩy vàng ươm lên cắn rôm rốp xốp xốp giòn giòn càng nhai càng thơm hít mắt hưởng thụ mỹ vị quay đầu nhìn phòng bếp vừa nhai vừa ngẫm nghĩ lẩm bẩm nam sơn tự khá có lý nhồm nhòm nhét nốt bánh quẩy vào mồm nhai nhai phủi tay hắn cho người gọi thủ tọa tây viện như minh và thủ tọa đông viện như hối qua chủ trì hai vị thủ tọa chắp tay trước ngực thi lễ Viên Phương chỉ chỉ phòng bếp, sau này làm việc ở đây phải nhớ kỹ chấn giữ cho tốt cho ta. Không cho người khác trộm bí Phương đi. Vâng, Viên Phương chỉ chỉ mái cửa phòng bếp, lập tức làm một tấm biển Nam Sơn tự đến, treo lên cửa. Hai vị thủ tỏa còn tưởng mình nghe lầm, như Minh Hồ nghi hỏi, chủ trì, treo tấm biển Nam Sơn tự chúng ta ở cửa bếp được sao? Viên Phương lấm lét nhìn quanh, có biết tại sao ta mặt dày mày dạn xin đạo ra quyền quản phòng bếp không? Kiếm tiền, đây đều là đường kiếm tiền cả đấy, hiểu không về sau vạn nhất lăn lộn bên này không được nữa chúng ta có được bí phương này đi đâu cũng không cần lo lắng không lăn lộn được nữa hiểu chưa hai người gật gật đầu hiểu nhưng như hối nhìn lại phòng bếp vẫn không thể hiểu được nhăn nhó khổ sở hỏi nhưng treo tấm biển nam sơn tự chúng ta ở cửa phòng bếp có phải bất kính với phật tổ không viên phương chừng mắt mắng bếp này không phải của nhà chúng ta dựa vào cái gì không cho người ta vào chỉ có treo biển nhà chúng ta lên đó mới là địa bàn của chúng ta Ta là người bên cạnh đạo gia, người ta nể mặt ta, ta ở đây còn cản người ngoài được, nhưng ta cũng không thể cứ ở đây canh giữ chỗ này đi. Các ngươi dựa vào cái gì mà cản người ta? Treo biển thì khác, về sau ai muốn đắp biển nhà chúng ta cũng phải đắn đo một chút. Về sau, phòng bếp này sẽ do chúng ta quản, chúng ta ở đây không có tác dụng gì lớn, ngoài làm chút việc vặt còn có thể làm gì nữa? Dù sao cũng phải có được cái gì đó chứ. Sao các ngươi không hiểu được nỗi khổ tâm của Bần tăng? A Di Đà Phật, hai vị thủ tọa nổi lòng tôn kính cùng chắp tay trước ngực khom lưng hành lễ với hắn. Sau đó Như Minh nhanh chóng đi làm biển Nam Sơn tự. Không bao lâu sau, một tấm gỗ viết ba chữ Nam Sơn tự được treo trước cửa phòng bếp. Bánh quẩy ăn rất ngon, Thương Thục Thanh cùng dùng bữa sáng rất thích. Đoạn Hổ cũng liên tục gật đầu, cầm bánh tiêu cắn một miếng, quay sang hỏi, "Lão Hùng, cửa bếp có treo biển Nam Sơn tự, còn không cho ai vào, là có ý gì?" Chương 299, chỉ điểm sai lầm một khụ khụ, viên cương nghe vậy ho khan, cháo trong miệng suýt nữa phụt ra. Nghiêu hữu đạo ngẩng phát đầu lên kinh động nhìn viên phương như gặp tiên nhân, ngạc nhiên hỏi, người treo biển Nam Sơn tự ở cửa phòng bếp. Hắn không thể tin nổi, địa vị của Nam Sơn tự trong lòng mấy hòa thượng này không hề tầm thường, làm sao họ có thể khinh nhờn như thế. Viên phương xoa xoa hai tay, cười hắc hắc đáp, làm chút công việc lặt vặt bẩn thỉu Nam Sơn tự chúng ta chỉ cần thế là được. Đạo gia, sau này ngài muốn ăn gì cứ việc phân phó, không cần người khác quan tâm, ăn đồ người nhà mình làm yên tâm hơn phải không? Nghiêu hữu đạo im lặng cùng viên cương ngơ ngác nhìn y. Người khác có thể không biết, nhưng hai người này há không hiểu rõ chút tâm tư của y. Muốn chiếm tiện nghi thực không cần mặt mũi nữa rồi, chưa bao giờ họ thấy kỳ tài bực này, coi như phục y rồi. Thương Thục Thanh cùng Hắc Mẫu Đơn nhìn nhau. Trước đó, Hắc Mẫu Đơn nói vậy chỉ là mỉa mai nói đùa thôi, không ngờ viên phương làm vậy thật. Nghiêu hữu đạo nhìn cháo hoa trong chén, lập tức nói ra một câu khiến viên phương cực kỳ khó xử ta muốn ăn mặn. Đêm nay làm vài món mặn, lần này đến viên phương trợn tròn mắt, cuối cùng vẫn là viên cương đưa ra ý kiến giúp Trần An cõi lòng đầy bi thương của y, cửa phòng bếp có thêm một đôi câu đối tử nhục xuyên chẳng quá. Phật tổ tâm trung lưu, rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ ở trong lòng, sau bữa ăn, thương thuộc thanh rời đi, lục thánh trung được dẫn tới trước mặt nghiêu hữu đạo. Trong đình có treo một lồng kim xí thi thoảng lại kêu lên cô cô. Nghiêu Hữu Đạo ngồi trong đình, nhìn Lục Thánh Trung đã tắm rửa thay quần áo, thở dài, thời gian qua ủy khuất Lục Huynh rồi. Hắn đưa tay ra hiệu mời ngồi, Lục Thánh Trung không ngồi, nhớ lại khoảng thời gian bị giam giữ không bằng heo chó, y bi phẫn đáp lại, Nghiêu Hữu Đạo, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nếu ngươi muốn hại ta, cứ ra tay luôn đi, có lời gì cứ ngồi xuống rồi nói. Nghiêu Hữu Đạo lại đưa tay mời, Lục Thánh Trung cười khổ chậm rãi ngồi xuống đối diện Nghiêu Hữu Đạo, xem hắn tự tay châm trà đổ nước cho mình hỏi, ngươi giữ ta lại không giết, hẳn là vì ta vẫn còn có ích cho ngươi. Quả nhiên là người thông minh, buông chén trà, nhiều hiểu đạo cười nói, thực ra ta rất thưởng thức lục huynh. Nói lại, chỉ là lục huynh không may mắn thôi, hết lần này đến lần khác đều làm việc cho tống diễn thanh. Nếu không, không biết tình hình sẽ thế nào. Lục Thánh Trung cười ha ha tự diếu, hỏi muốn thế nào. Lục Huynh có biết tình hình của Ngũ Lương Sơn hiện giờ không? Phần lớn thời gian ta bị giam trong nơi tối tăm không ánh mặt trời, các hòa thượng làm việc vặt kia không nói nhiều với ta. Làm sao ta biết được tình hình sư môn, nhưng đã đắc tội với bọn vương hoành, đoán chừng cũng không tốt gì. Nghiêu hữu đạo nâng chén, ra hiệu mời dùng trà, hỏi, vậy Lục Huynh có biết tống ra ở Yến Kinh bây giờ thế nào không? Lục Thánh Trung vẫn bình tĩnh bưng chén trà chậm rãi nhấp một hớp, khép mi mắt. Lâu lắm rồi y không nếm vị trà, rất thong thả hưởng thụ, ta làm sao biết được. Làm gì ngươi biết rồi còn cố hỏi. Tống cửu minh xuống đài, có người chặt đầu cả nhà lão mang đến cho ta. Đầu của đám người tổng cửu minh, lưu lộc, tống toàn đều chôn ngoài thành kia kia. Nếu lục huynh có hứng thủ, ta có thể cho người đào lên cho ngươi xem một chút. Như hữu đạo nâng chén chỉ ra hướng ngoài thành, lục thánh trung giật mình, hỏi, ngươi xử lý người tống ra rồi. Như hữu đạo nâng chén bên môi hỏi một đằng trả lời một nẻo, lưu tiên tông, phù vân tông, linh thú sơn so với ngũ lương sơn của ngươi thế nào. Bây giờ ba phái đều tới tìm ta, trưởng môn ba phái đều ở trạch viện bên ngoài ta nói đến là phải đến ngay lập tức lục thánh trung trợn tròn hai mắt đương nhiên ba phái kia lớn hơn ngũ lương sơn của gã rất nhiều nghiêu hữu đạo chậm rãi nói tiếp có lẽ lục huynh không biết bây giờ dung bình quận vương đã công chiếm toàn bộ quận thanh sơn châu mục nam châu chu thủ hiền không thể làm gì triều đình nước yến chỉ có thể nén giận tiếp theo quận quảng nghĩa cũng coi như là đồ trong tay dung bình quận vương rồi không lâu sau đó chiếm toàn bộ nam châu chỉ như trở bàn tay không biết Lục Huynh có cảm tưởng gì, Ngũ Lương Sơn có dự định gì, từng cơn sóng kinh hỉ đánh cho Lục Thánh Trung chấn động không nhẹ. Tống ra xong đời, ba phái phụ thuộc vào Tống ra cũng nương nhờ vào bên này, càng không ngờ Thương Triều Tông lại quật khởi nhanh như vậy, đã chiếm được quận Thanh Sơn rồi. Y bị giam giữ ở nơi tối tăm không có ánh mặt trời một thời gian dài, tuy không biết thời gian bên ngoài trôi qua thế nào nhưng cũng không thể không đánh giá lâu chóng ra sao. Giờ mới bao lâu đâu, đã có biến hóa như vậy. Tuy việc này khá khó tin, nhưng y vẫn hiểu rõ người ta không cần phải lừa mình, có thể ngồi xuống nói chuyện với mình đương nhiên người ta muốn mở ra một con đường cho mình. Sự tình thật hay giả, sau này thoát thân liền biết, không lừa được. Nơi này là quận thành quận Thanh Sơn sao? Lục Thánh Trung hỏi, như hữu đạo gật đầu mỉm cười. Lục Thánh Trung trầm ngâm, khi đổi vận trên đường áp giải, y có để ý mình đi tới một thành trì, thì ra chính là quận Thanh Sơn. Y hỏi, làm sao ta biết ngũ lương Sơn có tính toán gì không? Nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống, như hữu đạo chỉ vào một con kim xí trong lồng tre, ta vẫn giữ lại con kim xí ở huyện Thương Lư của ngươi. Sao ngươi không thử liên lạc với sư môn xem? Lục Thánh Trung quay sang nhìn con chim, cười khổ nói, xem ra ngươi đã có ý đổ với đến ngũ lương sơn từ trước rồi. Y đoán không sai, quả thực ngay từ đầu Ngưu Hữu Đạo đã chú ý đến ngũ lương sơn. Ngũ lương sơn chính là hậu lễ mà Ngưu Hữu Đạo hứa sẽ tặng thương Triều Tông, có điều, thế cuộc thay đổi, kế hoạch cũng thuận thế mà ứng biến không thể nói là có ý đồ chuyện làm khó người khác không phải chuyện lâu dài chỉ có đôi bên cùng có lợi mới là chính đạo muốn ngũ lương sơn nương nhờ vào bên này sao như hiểu đạo không đồng ý với cách nói này ngũ lương sơn có thể lạc tới tình trạng hôm nay ta thực không dám khen năng lực trưởng môn quý phái thực ra ta vẫn cho rằng ở ngũ lương sơn năng lực của lục huynh chỉ phí hoài lục huynh hoàn toàn có thể làm ra cống hiến to hơn với ngũ lương sơn cũng có thể dẫn dắt ngũ lương sơn tiến xa hơn nếu Lục Huynh có thể làm trưởng môn ngũ lương sơn, muốn ngũ lương sơn hưng thịnh cũng không phải chuyện quá khó. Lục Thánh Trung cười lạnh, người đang nói đùa sao? Nói đùa, không phải nói đùa, như hữu đạo chậm rãi lắc đầu, chấp ấm châm trà, bên này mà, trên có thiên ngọc môn, dưới có ba phái lưu tiên tông, phù vân tông, thanh tú sơn, phái nào cũng có thể dễ dàng tiêu diệt được ngũ lương sơn. Chỉ cần ngũ lương sơn đến đây, Lục Huynh muốn bắt bí ngũ lương sơn thế nào trả được. Lục huynh muốn diệt trưởng môn hiện tại của quý phái cũng chỉ cần một câu nói, muốn diệt người không phục mình cũng rất đơn giản. Đây là chuyện thực, không đùa tí nào. Lời này quá mức thô bạo rồi, hơn nữa, còn rất rõ ràng, rất đề tiện vô sỉ, viên phương ở bên cạnh nghe mà giật giật cơ mặt. Đột nhiên con người lục thánh trung co rút lại, vị đối diện này lại nói thẳng với mình chuyện giết chết trưởng môn sư môn của mình. Nào có lý lẽ đó, như hữu đạo tiếp tục phân tích, tuy lục huynh đã bị giam giữ một thời gian dài, nhưng cũng không hẳn là chuyện xấu có câu khổ tận cam lai nếu bị giam một chuyến mà có thể lên làm trưởng môn quý phái ta nghĩ có rất nhiều người trong ngũ lương sơn muốn chịu cái tội này đấy đương nhiên tiền đề là lục huynh phải nghĩ cách tìm được người ngũ lương sơn phải nghĩ cách thuyết phục ngũ lương sơn nương nhờ vào bên này đương nhiên càng quan trọng hơn là lục huynh phải làm việc cho ta khiến ta thỏa mãn chỉ cần ta thỏa mãn chuyện lục huynh trở thành trưởng môn ngũ lương sơn cũng không có gì khó Lục Thánh Trung trầm giọng nói, chuyện cười. Dù thế nào Lục Thánh Trung ta cũng không thể làm ra việc khi sư diệt tổ. chương 300, chỉ điểm sai lầm 2. Nói là khi sư diệt tổ thì hơi quá rồi, trước trưởng môn không ai quy định là trời sinh giao cho ai, có phái nào tuyển trưởng môn mà không phải tuyển người tài. Đổi một người có khả năng thượng vị, có thể cho ngũ lương sơn một tương lai huy hoàng, để cho sư tổ trên trời có thiên mỉm cười không phải tốt hơn sao hạng người vô năng vì lợi ích cá nhân mà liên lụy đến cả môn phái mới thực là khi sư diệt tổ. Thân là đệ tử Ngũ Lương Sơn, phải hành động vì Ngũ Lương Sơn mới đúng. Lục Thánh Trung bệnh quay hàm gay gắt quản đối, ta không đồng ý đấy, có phải ngươi muốn giết ta không? Dưa hái xanh không ngọt, ta ghét nhất là ép người khác làm việc mà họ không muốn. Nếu ngươi không đồng ý, chắc chắn ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ thả ngươi. Lục Thánh Trung hơi nghiêng người về phía trước, thật sao? Chắc chắn sẽ không giả có điều ta thực sự lo lắng cho tương lai của lục huynh lục huynh đã đắc tội với vương hoành ngũ lương sơn rất khó đặt chân ở nước yến mà lục huynh là kẻ cầm đầu đương nhiên vương hoành càng không bỏ qua tương tự cũng vì lục huynh bán đi nên ngũ lương sơn mới rơi vào tình cảnh như vậy ta rất khó hình dung được lục huynh quay về ngũ lương sơn sẽ có kết cục thế nào dù không có chuyện gì nhưng lục huynh có thể được trọng dụng trong môn phái sao đương nhiên có thể lục huynh thanh cao trọng dụng hay không cũng không màng dù bị tội cũng có thể gắng chịu nhục, nhẫn nhục sống tạm vẫn là chuyện xưa nay nhiều, cũng không thiếu một lục huynh. Hoặc là, lục huynh có thể cao bay xa chạy, làm một tán tu mai danh ẩn tích, có điều, một người phản bội sư môn ở bên ngoài sợ là không dễ lăn lộn. Lục Thánh Trung nghe hắn nói một hồi, tâm loạn nha ma trong đầu bắt đầu hò hét loạn lên. Nếu có thể tìm ra một lối thoát cho Ngũ Lương Sơn thì khác rồi. Không nói đến chuyện có công, nhưng lấy công chuộc tội vẫn đủ ngươi có thể nói với người của ngũ lương sơn là ngươi thuyết phục ta tự nhận lấy hết công lao ngũ lương sơn đến đây rồi ngay cả triều đình nước yến cũng không dám manh động với nơi này vương hoành càng không thể làm gì các ngươi nghiêu hữu đạo thở dài được rồi ta nói đến đây cũng hết lời rồi ta cũng không thích ép người khác lão hùng mở cấm chế trên người y ra đưa y ra ngoài phủ viên phương lập tức tiến lại mở cấm chế trên người lục thánh trung pháp lực toàn thân được khôi phục vận chuyển thông thuận cảm giác khí thế rồi rào thật dễ chịu, nhưng lúc này lục thánh môn cũng chẳng có tâm tư trải nghiệm cảm giác này, mà trong lòng đang cực kỳ khó chịu. Xin mời, viên phương đưa tay mời lục thánh trung rời đi, lục thánh trung muốn nói gì đó lại thôi, vẫn cứ ngồi đó không có ý định rời đi, nhìn viên phương, lại nhìn sang nghiêu hữu đạo, cuối cùng hỏi một câu, chính người cũng đã nói, ở đây trên có thiên ngọc môn, dưới có ba phái lưu tiên tông, hà tất còn muốn chiêu mộ ngũ lương sơn đến. Nghiêu hữu đạo phất phất tay ra hiệu cho viên phương lui ra, vì lẽ đó nên ta mới nói năng lực của trưởng môn quý phái thực không dám khen tặng. Ngũ Lương Sơn chỉ có chút thực lực đó, muốn cạnh tranh với các môn phái khác, lấy gì mà cạnh tranh? Chỉ có thể bị người ta chèn ép, không thể không vất vưởng ở bên giới. Thứ cho ta nói thẳng, Ngũ Lương Sơn muốn hưng thịnh, nhưng căn bản không tìm được địa vị chính xác của mình. Lục Thánh Trung à lên một tiếng, nguyện nghe cao kiến. Rất đơn giản, một lần nữa định vị bản thân, đừng có cạnh tranh với các môn phái khác, các ngươi không có thực lực cạnh tranh với cường giả. Trước hết phải bỏ dự định cạnh tranh với cường giả đi. Trước hết, phải tìm cách làm sao mới có thể phát huy được ưu thế mà người khác không thể thay thế, đợi đứng vững chân này đã rồi mới tìm chân khác. Lục Thánh Trung Trầm ngâm nói, hình như Ngũ Lương Sơn không có ưu thế gì mà người khác không thể thay thế. Không có ưu thế thì phải tạo ra ưu thế. Phải xem Ngũ Lương Sơn người định vị được bản thân, xem xem nên đi sâu vào đâu, còn nếu chỉ muốn cướp địa bàn thì chỉ bằng các ngươi vừa không thực tế, cũng khó đột phá được bức tường lợi ích người ta đã xây nên. Lục Thánh Trung nói, còn xin chỉ điểm sai lầm, nói đến đây rồi, nhiều hiểu đạo cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng, ta cần một nhóm làm cơ sở ngầm của các quốc gia, có thể giúp chúng ta nắm được tình hình các ngươi. Lục Thánh Trung hiểu ý hắn, suy tư một lát rồi hỏi, ngũ lương sơn không làm pháp sư tùy tùng ở đây, tài lực thế nào? Lo xa rồi, đương nhiên sẽ có cung cấp, bằng không, lòng người như nước, không giữ được, Lục Thánh Trung trầm ngâm một hồi lâu, lại hỏi, ngươi sẽ để ta làm trưởng môn ngũ lương sơn thật sao? Như Hữu đạo nhoẻn cười, biết tên này đã có lựa chọn, đáp cái này ta không thể bảo đảm, cũng không muốn đưa ra lời bảo đảm. Tất cả đều phải xem chính bản thân ngươi, nếu ngươi có khả năng làm trưởng môn, đương nhiên ta sẽ giúp ngươi. Nếu ngươi không có khả năng đó, ta không thể tự bê đá đập chân mình, làm cho ngũ lương sơn đại loạn cũng không có gì hay ho. Ta chỉ có thể đảm bảo sẽ cho ngươi cơ hội, nếu ngươi có thể nắm lấy cơ hội thì đó là thứ ngươi nên có được trước hết ngươi làm tốt chuyện ngũ lương sơn đầu nhập vào bên này đi sau đó ta sẽ có việc khác cho ngươi làm làm tốt chính là cơ hội của ngươi lục thánh trung thầm thở dài mình được chọn sao đúng như đối phương nói dù mình có quay lại cũng chưa chắc đã có kết quả gì tốt dù sư môn không nổi giận với mình sau này ở trong sư môn mình cũng đừng mong ngẩng đầu lên trốn đi làm tán tu không thể phản bội sư môn đeo cái tiếng này ra ngoài sẽ bị các phái xỉ vả, sau này có sống tiếp cũng không ra gì. Nếu lựa chọn thế nào cũng sẽ chỉ có một kết cục như vậy, tại sao không cố gắng một chút theo hướng tốt hơn? Đối phương đã cho mình một con đường, chính mình cũng không tìm ra được lý do gì để từ chối. Y nghiêng đầu nhìn kim sĩ bên cạnh, đã lâu như vậy, ta cũng không biết con kim sĩ này có thể liên lạc với người cùng sư môn không nữa. Nghiêu hữu đạo cười nói, có thể thử một chút xem. Lục Thánh Trung gật đầu, nếu liên lạc không được, ta sẽ ra ngoài nghĩ cách đi tìm. Nghiêu hữu đạo nghiêng đầu nói, hầu hạ giấy, bút mực. Gần như giấy, bút, mực được đưa đến ngay lập tức, lục thánh trung để bút, châm trước thật lâu mới viết được một phong thư. Thả kim xí mang theo mật thư bay đi, lục thánh trung ngửa mặt lên trời nhìn theo không nói. Nghiêu hữu đạo đứng trên bậc thang trong đình sau lưng y, ra lệnh thu xếp phòng cho lục huynh, không được thất lễ. Viên phương dẫn lục thánh trung đi rồi, Viên cương đi tới bên cạnh Nhiêu Hữu Đạo hỏi, có chuyện gì ngài cần lục thánh chung này đi làm vậy? Người như thế có thể yên tâm được sao? Nhiêu Hữu Đạo hiểu ý y, như kiểu sao không để mình đi vậy? Ta đang đợi Thiệu Bình ba ra tay, ba người Thiệu Bình cũng đang đợi. Bên Bắc Châu, Ngụy Đa cũng không thích hợp làm người bí mật trong bóng tối. Năng lực của Ngô Tam Lưỡng có thể làm chân chạy việc nhưng không thể đảm đương trọng trách, hai người đều không qua được Thiệu Bình ba. Vì lẽ đó ta mới dặn bọn họ giữ khoảng cách với Thiệu Bình ba, bằng không rất dễ có chuyện. Cách làm việc của ngươi, có một số việc ngươi không thèm làm, qua bên đó cũng không thích hợp. Bên thiệu bình ba cần một người có thủ đoạn và mấu chốt là phải ngoan tới, lục thánh trung thích hợp hơn tất cả các ngươi. Như hữu đạo nhàn nhàn đáp, chuyện này viên cương cũng không nói thêm được gì, hắn ta biết nói gì cũng là thừa. Bản thân đạo gia là người không chính không tà, tiêu chuẩn phán xét thị phi cũng rất mơ hồ, không phân rõ ràng như hắn ta. Với đạo gia, không có thiện ác tuyệt đối, tốt hay xấu tuyệt đối, đạo gia dùng người bất chấp tam giáo cửu lưu. Mà nghiêu hiểu đạo cũng không ở lại tòa viện tử đằng sau phủ quận thủ này lâu. Phủ quận thủ thuộc sự khống chế của Thiên Ngọc Môn, hắn không muốn sống mãi trong hoàn cảnh bất cứ lúc nào Thiên Ngọc Môn cũng có thể quyết định sự sống chết của mình. chương 301, Khua Chiêng Gõ Mó, lấy cớ tìm nơi cất rượu, hắn đi quanh thành khảo sát, tìm được một thung lũng không tệ, bèn chuyển ra khỏi thành, ở trong thung lũng ngoài thành đó. Ở nơi sơn giã, điều kiện sinh hoạt cần có thời gian dần dần cải thiện, hắn chỉ dựng một mái nhà tranh bên dòng suối ở tạm. Cảnh sắc xung quanh cũng khá, non xanh nước biếc, sáng sớm có sương mù lượn lờ, chạng vạng tối ngắm chim bay về tổ. Vấn đề an toàn cũng không cần lo lắng, Lưu Tiên Tông, Phú Vân Tông, Thanh Tú Sơn đều đã đắc tội với triều đình, phải nhờ vào bên này cả, cũng chuyển hết tới đây rồi. Đệ tử ba phái liên thủ giữ núi, chăm sóc nghiêm mật nơi ở của Ngưu Hữu Đạo. Cao thủ ba phái tập hợp, bên ngoài còn là nơi chú quân của mấy ngàn nhân mã của thương triều tông tập hợp được, người ngoài rất khó xông vào quấy rối thanh tính. Tại một vách đá cách thung lũng khoảng một dặm, thợ thủ công ngày đêm đào bới, phải mở rộng hang động ra, đục xuyên, nối thông, làm nơi cất rượu. Bóng đêm yên tĩnh, thi thoảng có tiếng lục cuộc len keng của thợ thủ công đào hầm từ xa xa vọng lại. Trên vách đá, một con nguyệt điệp tỏa ra ánh sáng dịu dịu uyển chuyển nhảy múa trong màn đêm, bay theo hướng như hữu đạo chỉ dẫn. Rốt cuộc cái trứng bướm mua ở trích tinh thành cũng đã phá kén thành bướm, tuy vẫn còn nhỏ, nhưng cũng sáng rực rỡ. Dưới màn đêm đầy sao, như hiếu đạo rỗi một cánh tay, con nguyệt điệp nho nhỏ nhẹ nhàng bay xuống, như một vì sao đậu xuống đầu ngón tay hắn, chiếu rõ khuôn mặt chăm chú của hắn. Trong lòng đen có hình con nguyệt điệp sáng lấp lánh, ánh mắt có vẻ hoang mang, một tia mất mát từ sâu trong đáy lòng dâng lên, dừng lại thật lâu trong con ngươi. Thương Thục Thanh ở bên cạnh chăm chú nhìn hắn, không biết có phải ảo giác không, nhưng nàng cảm thấy vị đạo gia này giống như con nguyệt điệp dưới trời đêm tuy tỏa sáng rực rỡ nhưng lại rất cô đơn nàng không biết hắn đang nghĩ gì sao đột nhiên lại như vậy nàng cũng đến ở lại trong thung lũng lý do nói với thương triều tông là chuyện quân chính không cần nàng quan tâm không bằng ở đây dễ dàng nắm tình hình của đạo gia có chuyện gì cũng kịp báo cho ca ca lam nhược đình vẫn giữ nguyên thái độ im lặng không hé răng không thể hiện gì thương triều tông lại rất tán thành cho rằng muội muội nói có lý nên đồng ý thấy con nguyệt điệp đậu trên ngón tay Nghiêu Hữu đạo thật đẹp, Viên Phương mở cái hộp trong tay mình, hình như vẫn chưa đến lúc nguyệt điệp của y phá kén. Cùng gieo xuống, cùng trải qua một khoảng thời gian, nhưng kết quả không giống nhau, khiến cho y khá buồn bực. Cách đó không xa, trên một tảng đá lớn, Viên Cương nằm gối đầu lên hai tay nhìn trời. Hắn ta vẫn thường ngước nhìn lên vũ trụ minh mông kia, không biết có bao nhiêu bí mật ẩn giấu trên đó. Dưới một gốc đại thụ, Lục Thánh trung dựa vào đại thụ, ngồi khoanh chân, lặng lặng nhìn trời đêm không biết đang nghĩ gì. Mỗi người đều có tâm tư riêng, màn đêm thăm thẳm, mọi người lần lượt quay lại, hai nhà hoàn dưới chân núi đón thương thục thanh, hầu hạ nàng đi nghỉ. Như hữu đạo quay lại gian nhà tranh của mình, thao túng con nguyệt điệp mới phá kén nở ra kia. Trong phòng, người và bướm cùng sáng lên rực rỡ, tuy thứ đồ chơi này tự tỏa sáng được, nhưng lại sợ ánh sáng mạnh, đặc biệt là sợ ánh mặt trời, giữa bàn ngày không dám hiện thân. Có điều, vấn đề này cũng dễ giải quyết, chỉ cần một cái hộp nhỏ rỗng ruột, có thể kéo một cạnh ra như ngăn kéo ấy, thả nguyệt điệp vào đó, nó cục cánh lại, có thể đẩy vào trong hộp. Trong hộp có đường để đưa đồ ăn vào, vạn thú môn có đồ ăn đặc biệt chế tạo cho nguyệt điệp, tên gọi thích lộ, là một thứ giống như một viên thuốc nhỏ, bóp nát, hòa lẫn với nước rồi đổ vào. Nguyệt điệp ở trong cháp có thể hút thích lộ, cho ăn một lần, có thể dùng được hơn một ngày. Mà cái hộp cũng không lớn, bình thường có thể đeo ở đai lưng, bề ngoài xem ra giống như đeo ngọc bội vậy, cũng là đồ vạn thú môn thiết kế riêng cho Nguyệt Điệp. Nói chung, mối làm ăn này của vạn thú môn rất tốt, ôm đồm tất cả mọi mặt, bán ra một lần, lần sau người mua sẽ vẫn phải mua của họ. Cũng vì vậy nên vạn thú môn là một trong những môn phái giàu nhất thiên hạ, một nghề giỏi, kiếm ăn khắp thiên hạ. Có việc gì sao, như hữu đạo đang đùa với con Nguyệt Điệp liếc mắt nhìn viên cương dựa ở cửa cúi đầu không nói. Viên cương chậm rãi đi vào, chậm chạp thưa, mấy năm sống trong thôn tiểu miêu ta đã huấn luyện được mấy người cơ linh, đưa tới đây có thể dùng được. Bọn đại bổng, ta muốn cho người tới đón tới, cho bọn họ một cơ hội. Như hữu đạo trầm mặc, một lúc lâu sau mới từ tốn đáp, đơn giản một chút chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Thói đời làm sao đơn giản được, không bằng cho bọn họ một cơ hội để nổi bật đi. Việc này ngươi tự xem mà làm đi, bọn họ không hối hận, bản thân ngươi cũng không hối hận là được. Viên cương xoay người rời đi, tới thẳng chỗ thương thục thanh, muốn nhờ bên đó phái người tới thôn tiểu miêu tìm người. Mấy ngày sau, người của ngũ lương sơn đến. Người tới là sư phụ của Lục Thánh Trung, tên thường chi dịch là một trong năm vị trưởng lão Ngũ Lương Sơn. Cũng vì quan hệ này nên Lục Thánh Trung mới có thể thể hiện tài năng nổi bật hơn đám đệ tử Ngũ Lương Sơn rồi đi theo bên cạnh Vương Hoành. Bên Ngũ Lương Sơn không hiểu rõ tình huống, không biết Lục Thánh Trung nói thật hay giả nên không thể tới cả. Ý kiến của đồ đệ ngươi để cho ngươi tự quyết định, có nguy hiểm gì cũng cho ngươi tự chịu, chỉ có một tùy tùng đi theo Thường Dịch Chi đến kiểm tra tình hình. Vô Liêm Sỉ, thầy cho gặp mặt thường chi dịch lập tức đổ ập lên lục thánh trung một trận quát mắng lục thánh trung chỉ quỳ dưới đất khóc lóc như hữu đạo không quấy dày nhìn xa xa chờ hai thầy trò bình tĩnh lại lục thánh trung mới đưa sư phụ đến gặp như hữu đạo nhà bếp đã treo bảng hiệu nam sơn tự lo chuẩn bị rượu và thức ăn đãi khách rượu thì không nói món ăn đúng là dụ dỗ, dỗ được thường chi dịch không nhịn được mà ăn nhiều thêm thường chi dịch tới để xác nhận lại tình huống đệ tử báo về đương nhiên như hữu đạo sẽ hiểm trợ cho lục thánh trung đồng thời hắn cũng hỏi thăm tình hình ngũ lương sơn hiện giờ tình hình ngũ lương sơn không ổn từ khi xảy ra chuyện ở huyện thương lư thời gian nói ngắn không ngắn nói dài cũng không dài vương hoành vẫn đang truy tìm ngũ lương sơn tính sổ hiện tại ngũ lương sơn vẫn đang trốn tránh không dám mạo hiểm xuất hiện có điều ngũ lương sơn cũng có nghe nói về chuyện thương triều tông nhanh chóng quật khởi còn trước cả lục thánh trung khi ấy đang bị giam giữ nếu thương triều tông đồng ý thu nhân giúp đỡ có lối thoát có thể tránh được mối nguy hiểm bên vương hoàng kia, đương nhiên họ cũng muốn nhờ vả. Nhưng muốn ngũ lương sơn hóa thành bóng tối, muốn ngũ lương sơn chuyển thành một tồn tại khác đi, thường dịch chi chỉ phụ trách đến xác minh tình hình cũng không dám mạo hiểm đồng ý. Có điều, hiện giờ ngũ lương sơn cũng không có lựa chọn nào khác. Lại thêm nhiều hữu đạo phân tích có tình có lý, quả thực hắn đã cho ngũ lương sơn một hướng phát triển mới. Sau vài lần kim xí qua lại, ngũ lương sơn lại phái người tới xác định lần thứ hai sau khi xác nhận không có gì sai sót ngũ lương sơn bèn chính thức đồng ý nói miệng vô ích như hữu đạo yêu cầu nhất định ngũ lương sơn phải tới đây cả không khống chế tính mạng của cao tầng ngũ lương sơn trong tay hắn nào dám dùng họ thực lực của thương triều tông còn chưa lớn đến mức khiến cho người ta phải đến mức chim chết vì mồi nơi này có thế lực của mấy môn phái lưu tiên tông bảo vệ xung quanh bất kỳ nhà nào cũng có thể dọn sạch cả ngũ lương sơn chỉ có ép được cao tầng ngũ lương sơn nằm trong bàn tay mình hắn mới yên tâm được Chờ Sơn Động được đào bới xong xuôi, khi bắt đầu chế tạo dụng cụ cất rượu, trưởng môn Ngũ Lương Sơn Công Tôn Bố cũng dẫn theo hàng trăm đệ tử Ngũ Lương Sơn đi tới. Công Tôn Bố tới, chuyện gì cần bàn cũng đã làm xong, y chỉ đến làm nốt công việc cuối cùng. chương 302, rượu mới ra lò, núi xanh diễm lệ, gió núi dịu dàng, bên bộ bàn ghế đá giữa trời. Nhiêu Hữu Đạo và Công Tôn Bố gặp mặt, hàn huyên khách sáo vài câu. Nhiêu Hữu Đạo không phí lời, trực tiếp đập ra một sấp kim phiếu định lòng người, cho ngũ lương sơn thấy được tài lực của hắn. 50 vạn, như hữu đạo đẩy sắp kim phiếu tới trước mặt công tôn bố. Công tôn bố và mấy vị trưởng lão hơi run lên, bạo tay thật, một vị trưởng lão cầm sắp kim phiếu trên bàn, vội vàng kiểm tra lại, khẽ gật đầu với công tôn bố ra ý không giả, đúng là 50 vạn kim tệ. Công tôn bố hỏi thử, tiền này là cho ngũ lương sơn hay là tiền làm việc? Để cho ngũ lương sơn, cũng là phí dụng làm việc. Các người tự xem mà sắp xếp đi mỗi năm sẽ cấp cho các người 50 vạn cố định, làm tốt sẽ có phần thưởng khác, làm hỏng chuyện cũng sẽ không đơn giản, sau này sẽ có một bảng thưởng phạt cụ thể cho các ngươi, cho các ngươi nắm rõ. Thám tử đưa tới các quốc gia do các người tự sắp xếp. Cần phải sắp xếp người có thể tin được, cần phải cẩn thận suy tính sớm đưa kế hoạch ra cho ta. Trong vòng 3 tháng ta muốn thấy hiệu quả, công việc cụ thể, các người tự thương lượng với viên cương. Vừa đến đã thấy tài lực của đối phương, Ngũ Lương Sơn lập tức yên tâm, không bao lâu sau tuyên chỉ khai sơn kiến phủ, nhanh chóng chấp hành sắp xếp của Ngưu Hữu Đạo. Không bao lâu sau, từng nhóm đệ tử của Ngũ Lương Sơn lần lượt lặng lẽ biến mất. Đặc biệt Lục Thánh Trung được Ngưu Hữu Đạo thuyên truyền, sau một hồi bàn luận riêng với Ngưu Hữu Đạo, y cũng lặng lẽ rời đi, muốn tới Bắc Châu gặp Ngô Tam Lưỡng. Trong suốt quá trình khua chiêng gõ trống tiến hành tất cả mọi việc, Viên Cương vừa xem như tham dự vào đó vừa xem như bảng quan toàn bộ quá trình. Từ khi rời thôn Tiểu Miếu, có thể nói, Viên Cương tận mắt chứng kiến liên tiếp các thủ đoạn phiên vân phúc phú của đạo gia. Tay trắng dựng nghiệp, hỏa tốc kéo được một đám thủ hạ. Món này, hắn ta tự nhận mình không thể làm được. Như Hữu Đạo cũng tạm dành một phần tinh lực vào việc cất rượu. Thao tác cụ thể vẫn giao cho Viên Cương cùng các tăng chúng Nam Sơn tự. Hắn chỉ phụ trách dạy, còn lại hắn không giúp được gì. Sau này việc cất rượu sẽ mất khá nhiều thời gian, hắn chủ yếu chỉ ra tiền, giao phương pháp cất rượu cho Nam Sơn tự cũng là để bảo mật giao cho viên phương hắn rất yên tâm một đám nhân tài kiên định với tín ngưỡng chính là ứng cử viên tốt nhất cho công việc cần đảm bảo bí mật huống hồ viên phương còn là thần giữ của là loại người nằm mơ cũng sợ người khác trộm đường kiếm tiền của mình chỉ có các hòa thượng này biết quy trình sản xuất cụ thể trong hang núi nơi cất rượu có ba cửa động ra vào mỗi cửa động được giao cho hai đệ tử của lưu tiên tông phù vân tông thanh tú sơn chia ca ra canh giữ từng thời từng khắc một tấc không rời ba phái cũng khá coi trọng việc này theo như lời Nưu Hữu Đạo nói, một khi để Thiên Ngọc Môn đánh cắp được bí pháp sản xuất, chúng ta không còn tác dụng nữa, nhất định Thiên Ngọc Môn sẽ co chân đá một cái các ngươi bay ra ngay. Ba phái gắt gao bảo vệ nơi này, cũng theo dõi cuộc sống của chúng tăng Nam Sơn tự ở đây, chỉ sợ họ sẽ để lộ bí mật. Mà ngoại trừ tăng chúng Nam Sơn tự, chính ba phái cũng không được vào nơi sản xuất, nói gì đến người của Thiên Ngọc Môn. Đối với việc này, ba phái liên thủ, tuyệt đối sẽ không nhượng bộ Thiên Ngọc Môn chút nào mỗi cửa động có năm nhân thủ thương triều tông phái tới chia ca trông coi, có thể nói cùng ba phái dò xét lẫn nhau, ngăn chặn người trông tự trộm. Viên Phương lại đang khắc ba chữ Nam Sơn tự lên cửa động. trong phủ đệ đằng sau phủ quận thủ, Ngưu Hữu đạo cùng cao tầng ba phái rời khỏi đây. trên cơ bản trạch viện này lại trở thành trạch viện chuyên dụng của Thiên Ngọc môn. trưởng lão Thiên Ngọc môn Trần Bình tú từ bên ngoài rảo bước đi vào, tìm tới trưởng môn Bành Hựu đang phát hỏa. trưởng môn, ta đã tự mình vào kiểm tra tiến độ, nhưng bọn họ không cho ta vào trước phái người đi thăm dò, không cho vào thì thôi, giờ lão tự mình đi vào cũng không được, thực sự rất tâm tức. Bành hữu tại nhìn sắc mặt lão, hơi lắc đầu nói, quên đi thôi, hiện giờ không phải lúc tính toán chuyện này. Trước mắt cứ để cho bọn họ tập trung làm đã. trưởng môn, ngài ngẫm lại xem, ba phái có bao nhiêu người như thế, làm sao nuôi sống được nửa cái địa bàn quận Thanh Sơn. Sản xuất đều là người của ba phái này, có trời mới biết bọn họ có làm trò gì không. Ta không quan tâm bọn họ làm gì. Ta đã nói rồi, đồ sản xuất ra sẽ do thiên ngọc môn ta độc quyền buôn bán, nếu dám ẩn giấu tư tàng, đừng trách ta không khách khí. Đúng lúc này, có đệ tử bên ngoài vào báo, trưởng môn, bên thung lũng ngoài thành báo rằng mẻ thành phẩm đầu tiên đã hoàn thành rồi, mời trưởng môn đi nghiệm thu. Bành hữu tại nghe vậy lập tức phấn chấn, Trần Đình Thú thì nổi giận đùng đùng, lão vừa chạy tới đó không ai nói gì, vừa mới về đã nói xong rồi, không phải để cho lão đi không công một chuyến sao. Đừng tức giận, gọi mấy vị trưởng lão khác cùng đi xem đi. Bành hữu tại vỗ vỗ vai lão cười ha ha, rõ ràng rất vui. Chờ lâu như thế, cuối cùng cũng thấy kết quả, chẳng mấy chốc các trưởng lão khác cũng tập trung lại, cả thương Triều Tông và Lam Nhược Đình cũng tới. Cả đám người hỏa tốc chạy tới thung lũng ngoài thành, sơn đạo núi tới thung lũng đã được điều động dân phu sửa chữa đơn giản, có thể đi qua, cũng không thể nói là hoàn thành tốt lắm, thậm chí còn có vài ổ gà ổ voi. Nhiêu Hữu Đạo và trưởng môn ba phái đã chờ sẵn ở lối vào thung lũng. Gặp nhau, khách sáo một hồi, bành hữu tại không đợi được nữa, vất tay nói, "Đừng rông dài, đi xem xem." "Xin mời." Nhiêu Hữu Đạo đưa tay mời, một đoàn người đi bộ thẳng đến cửa động sản xuất rượu, bị đệ tử ba phái ngăn lại không cho vào. Trần Đình Tú trầm giọng hỏi, "Lẽ nào ngay cả trưởng môn Thiên Ngọc môn chúng ta cũng không thể đi vào sao?" Nhiêu Hữu Đạo vội xua tay giải thích, "Trần trưởng lão đừng hiểu lầm." Có một số yêu cầu không kể nhân tình, bảo mật chỉ là một trong số đó. Nguyên nhân thực ra là vì yêu cầu để sản xuất rượu vô cùng hà khắc, rượu bên trong không thể nhiễm một chút bụi, sản xuất cũng không được lẫn tạp vị, bằng không, sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Ngay cả ta cũng không thể dễ dàng tiến vào nơi này. Thực sự đi vào đây quá phiền phức, muốn đi vào, đầu tiên phải trai giới tắm rửa, phải tắm suốt 3 ngày, kiêng cứ tẩy rửa hoàn toàn sạch sẽ. Đây chính là nguyên nhân ta phải giao cho các hòa thượng sản xuất. Nếu rượu bên trong có xảy ra vấn đề gì, khẳng định là do có người đi vào không theo quy định. Nếu Trần Trưởng Lão không tin, chờ lát nữa cũng có thể so sánh nước rượu với nước suối trong núi. Nước suối vẫn còn có lẫn tạp chất, nhưng rượu này, ta dám cam đoan tuyệt đối không có hạt bụi nào. Việc này phải tốn quá nhiều tâm huyết mới có thể làm được, đây cũng là nguyên nhân sản xuất chậm như vậy. Thực sự là không thể kiếm củi 3 năm thiêu một giờ, mong Trần Trưởng Lão hiểu cho. Tắm rửa kiêng cứ 3 ngày. Viên phương méo miệng vui vẻ, người ra ra vào vào trong này có ai tắm sao? Đạo gia thực khiến người ta buồn cười. Có điều, nếu đạo gia nói vậy, sau này y sẽ quay lại giận dò rõ ràng với chúng tăng nam sơn tự, đây là lý do chống trộm thật tốt. Viên cương liếc nhìn nghiêu hữu đạo một chút, người không thường xuyên đi vào là vì tập trung vào tu luyện, chỉ muốn làm trưởng quỹ vung tiền thôi phải không? Còn nói là không có bụi, viên cương cực kỳ tự tin, nước cất có thể không sạch sao? Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình nhìn nhau, khá giật mình. Rốt cuộc đây là rượu gì mà không dính chút bụi nào. Mới đầu Thương Thục Thanh cũng muốn đi vào theo xem thế nào, nhưng nghe nói phải kiêng cứ tắm rửa ba ngày, nàng là thân nữ nhi, đành phải từ bỏ ý định đi vào. Ngay cả phí trường lưu, trịnh cửu tiêu và mấy người hạ hoa cũng cực kỳ nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói như vậy, cất rượu này cần phải chú ý nhiều vậy sao? linh 303, Phong Lâm Hỏa Sơn 1 Trần Đình Tú bị nói vậy á khẩu không trả lời được, nếu còn muốn đòi đi vào thì là cố tình gây sự rồi. Có điều, lão đã thầm hạ quyết tâm, chờ lát nữa nhất định phải quan sát cẩn thận xem có đúng là không có hạt bụi nào không. Thực ra trong lòng mọi người đều nghĩ giống nhau, lát nữa sẽ nhìn kỹ xem rượu có sạch như vậy thật không. Ai cũng có dục vọng muốn thử xem những thứ mới lạ mà. Bành hữu tại lại lạnh nhạt nói, giữ quy củ là chuyện tốt. Chờ bên ngoài đi, như hữu đạo phất tay ra hiệu cho viên phương. Viên phương lập tức đứng ở cửa động hò hét vào trong, bê ra đi. Chốc lát sau, các hòa thượng bê từng thùng rượu từ trong động ra trước mắt mọi người. Trên khung gỗ được đóng đơn giản bằng ván gỗ, có 20 bình rượu đặt trong rổ, vỏ rượu đều được đổi thành bình sứ trắng mà Thiên Ngọc Môn cố ý yêu cầu, cảm quan rất đẹp, đều là đồ Thiên Ngọc Môn cho người nung đưa tới. Như Hữu đạo công nhận Thiên Ngọc Môn khá là có tầm nhìn, cũng biết vẻ ngoài đẹp đẽ tinh xảo sẽ quyết định giá bán, hắn lại tò mò muốn biết thiên ngọc môn có thể bán rượu ra với giá bao nhiêu. Không bao lâu sau, mấy chục giá rượu được đặt ở ngoài động, không có nhiều thành phẩm, chỉ 1.008 bình. Bành hữu tại xoa xoa tay, hai mắt sáng rực, đây đều là kim tệ đó. Đẩy một giá gỗ ra, lão cầm mấy bình lên, ném một bình cho mấy vị trưởng lão, thử xem, kiểm tra xem mùi vị thế nào. Nghiêu hữu đạo lập tức ra hiệu cho hắc mẫu đơn đi lấy chén rượu ra. Rất nhanh, một loạt chén được chia cho mọi người, bình xứ được phong kín cũng được mở ra lần lượt, mùi hương thơm nồng lan tỏa khắp nơi khiến cho người người đều sảng khoái tinh thần. Rót nước rượu trong vắt vào trong chén, không chỉ Trần Đình Tú, người khác cũng mở to hai mắt kiểm tra rượu trong chén. Bành hữu tại cũng vậy, khi ở băng tuyết khác, dù lão biết rượu này trong suốt, nhưng cũng không nghe nói nói không nhiễm hạt bụi, nên lúc này cũng mở to hai mắt nhìn thật cẩn thận. Nhìn xong, ai nấy đều thán phục không ngớt, cùng gật đầu khen, có vẻ rất thần kỳ. Trần Đình Tú hơi lắc đầu, có vẻ cảm khái quả nhiên rượu này sạch như vậy lão phục rồi xem ra trong đó đúng là nơi không phải ai cũng có thể dễ dàng đi vào người người đi lại sao có thể không khuấy bụi lên xác thực là phải quản chế cực kỳ nghiêm ngặt mới được bành hữu tại lắc đầu nói quả nhiên là trong vắt không một hạt bụi có thể thấy phải rất mất công dứt lời lão ngửa đầu đổ vào cổ nuốt xuống nhấm nháp dư vị khen chính là hương vị này rượu ngon những người còn lại đều lần lượt nâng chén thưởng thức uống xong ai nấy đều khen ngon. Rượu thật nặng, Lam Nhược Đình nói với Thương Triều Tông, vẫn còn hít hít. Thương Thục Thanh chỉ nhấp môi không nhịn được che miệng, nàng chưa bao giờ uống rượu nặng như vậy, khó mà quen được. Uống cạn mấy chén liền, bành hữu tại mới gọi mấy vị trưởng lão Trần Đình Tú lại, chỉ bình rượu, khi bán ra có thể nhấn mạnh điều này, thu xếp đi. Mấy vị trưởng lão hoặc đăm chiêu hoặc hai mắt sáng ngời. Họ đều hiểu ý lão, khi bán nói rằng nước rượu này sạch đến mức không có một hạt bụi, chắc chắn sẽ bán được giá hơn. Rượu này vốn là để bán cho người có tiền, sẽ bán được nhiều hơn. Quay lại, Bành Hữu gọi Nghiêu Hữu Đạo hỏi, lâu như vậy mà chỉ ủ được chừng đó rượu thôi à? Thời gian chuẩn bị ban đầu khá dài, sau này mỗi tháng đều sẽ có thành phẩm. Thực ra một ngàn cân rượu này cùng không tốn bao nhiêu công. Mấy hòa thượng chỉ cần mất thêm chút công là được, mà là hắn cố tình khống chế sản lượng. Bành hữu tại hơi trầm mặc, hiện giờ lão cũng có thể nhắm một mắt mở một mắt với một vài thứ, nắm được Nam Châu mới là mục tiêu trước mắt của Thiên Ngọc Môn. Lão quay đầu lại cho người lấy kim phiếu ra, bao gồm cả bình rượu vừa uống cạn lúc nãy, 1008 bình rượu đầu tiên, lão cho người giao cho thương triều tông hơn 20 vạn kim tệ, rồi cho người chuyển toàn bộ đi. Như hữu đạo cho 20 vạn, Thiên Ngọc Môn lại trả thêm 20 vạn, có tiền rồi, thương triều tông lập tức oanh oanh liệt liệt mở rộng tân chính trên khắp quận Thanh Sơn. Thiên Ngọc Môn tận mắt chứng kiến kết quả, cũng đã đưa tiền ra, đã thực hiện hứa hẹn, nhưng vẫn phải đưa ra một quyết định gian nan. Dù sao bên quận Quảng Nghĩa kia cũng là nữ nhi và nữ tế của Bành Hữu. Việc này, những người khác của Thiên Ngọc Môn đều không tiện mở miệng, chỉ có Bành Hữu mới nói ra được. Rời quận Thanh Sơn, Bành Hữu tại tự mình dẫn người chạy đến quận Quảng Nghĩa. Ở quận Quảng Nghĩa, biết pháp giá của trưởng môn Thiên Ngọc Môn đích thân tới, Phượng Lăng Ba dẫn theo một đám người ra mười dặm ngoài thành đón. Đưa khách quý về phủ quận thủ, Bành Hữu tại lập tức gọi nữ nhi, nữ tế đến nói chuyện sau một buổi nói chuyện thật dài phượng lăng ba giao ra binh phù được đệ tử thiên ngọc môn giám sát hồn bay phách lạc đi ra một gian viện tử lưng còng xuống vài phần trước mắt đã già đi mười mấy tuổi kinh doanh quận quảng nghĩa nhiều năm rồi bao năm tâm huyết thiên ngọc môn chỉ nói một câu đã biến bao năm tâm huyết của lão thành hư không lão bi thương vô hạn mấy ai hiểu được bốn phía đều là đệ tử thiên ngọc môn bành hữu tại chỉ cần ra lệnh một câu thôi ngay cả tư cách phản kháng lão cũng không có trực tiếp bị giải trừ binh quyền Cha, người không biết những năm gần đây Lăng Ba đã tập trung rất nhiều tâm huyết vào quận Quảng Nghĩa sao? Thiên Ngọc Môn sao có thể vô tình vô nghĩa như thế? Chẳng phải làm vậy sẽ khiến lòng người ở các lãnh địa khác của Thiên Ngọc Môn phải lạnh lòng sao? Công bằng ở đâu, lòng người ở đâu, Bành Ngọc Lan quỳ dưới chân Bành Hữu Tại khóc dòng cầu xin. Làm càn, Bành Hữu Tại gầm lên, thấy nữ nhi như vậy lão cũng không đành lòng, sắc mặt cũng dịu lại giải thích, Ngọc Lan, cha đã nói rất rõ ràng, chỉ là tạm thời thôi sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt việc này cũng là do các trưởng lão khác trong môn phái bàn bạc cũng đều thể hiện rõ thái độ rồi lần này phu thê các con hy sinh sau này sẽ được bồi thường gấp bội đột nhiên bành ngọc lan ngẩng đầu hỏi tại sao bọn con lại phải hy sinh có được ưu tiên cũng không tới lượt thương triều tông vì sao không bắt thương triều tông phải hy sinh lẽ nào lăng ba không có năng lực thống lĩnh hai quận sao ta là nữ nhi duy nhất của người lăng ba là nữ tế của người đó người là trưởng môn chuyện của thiên ngọc môn là do người quyết người không đồng ý còn có ai dám bức bách người sao bành hưu tại đáp chỉ cần nói một nguyên nhân thôi công bằng mà nói làng ba có thừa năng lực thủ thành nhưng khả năng tiềm ẩn không bằng thương triều tông vì đại cục trên dưới thiên ngọc môn đều cho rằng tất yếu nên giao nhân mã hai quận cho thương triều tông điều khiển thống nhất mọi chuyện đã định đàng hoàng chuyển giao đi đừng làm trò gì tự chuốc lấy phiền toái cho mình hiểu chưa một câu chuyện đã định khiến cho Bành Ngọc Lan hụt hẫng quỳ ngồi sụp xuống, tràn đầy bi thương. Nàng hiểu cảm giác của Phượng Lăng Ba, thương lão, cũng đầy bi phẫn. Lúc trước quận Quảng Nghĩa tự nuôi binh là dắt đầu bên hông mạo hiểm theo ai? Khi đại quân triều đình chinh phạt, là nữ nhi của ai xông pha chiến trường đẫm máu chém giết liều mạng chống đỡ? Vất vả lắm mới có ngày hôm nay, Thiên Ngọc Môn chỉ nói một câu, khả năng tiềm ẩn không bằng thương triều tông là xong. Dẫn sói vào nhà, nuôi hổ thành hoạn, bành ngọc lan ngồi dưới đất lẩm bẩm một mình hoàn toàn không còn hình ảnh của một quý phụ bành hữu tại có thể hiểu được cảm xúc của nữ nhi thở dài an ủi dẫn sói vào nhà cũng được nuôi hổ thành hoạn cũng được nói theo một góc độ khác sao không phải là vì thương triều tông có khả năng thiên hạ có mấy người có được bản lãnh này đặt cạnh lang ba mà so có thể thấy rõ ràng bao năm rồi lang ba vẫn ở lại một quận quảng nghĩa mà thương triều tông mới đến huyện thương lư được bao lâu đâu đã đánh một trận thắng được quận thanh sơn lòng giả khí phách đều không phụ uy danh của Ninh Vương Thương Kiến Bá. chương 304, Phong Lâm Hỏa Sơn 2 Bành Ngọc Lan Bi vẫn lắc đầu phản bác, lăng ba thủ thành cũng là vì thích chữ thực lực, thật vất vả mới thích cóp được, mình chẳng được dùng, lại thành may áo cưới cho người khác thì thôi, các người lại nói thành ra lăng ba không đủ năng lực. Không có lăng ba dốc hết tâm huyết ở quận Quảng Nghĩa, hắn ta lấy đâu ra tiền. Lấy đâu ra binh sĩ đi chiếm đoạt quận Thanh Sơn, mình vất vả trồng đào ra quả lại bị người khác hay mất, còn bị bêu danh vô năng, thiên hạ này có đạo lý như vậy sao? Người khác, bành hữu tại cuối người tự nâng nữ nhi dậy, lau lau nước mắt của nữ nhi, không có người khác, thương triều tông không phải người khác, là nữ tế của con. Là một nửa nhi tử của con, cùng con, cùng ta, đều là người một nhà. Bành Ngọc Lan đau buồn nói cha, lời tình nghĩa này cha cũng có thể nói được sao? Trăm phương ngàn kế cướp giật gia nghiệp của nhạc phụ, có người nhà nào như vậy sao? Bà vô cùng đau lòng người một nhà cũng phải xem tình huống thế nào. Có một số việc trước giờ vẫn là một giọt máu đào hơn ao nước lã, phượng gia nhọc nhằn khổ sở gây dựng nên gia nghiệp, tương lai vẫn muốn chuyển cho nhi tử của mình. Giờ thì hay rồi, gia nghiệp mình liều mạng gây nên muốn chuyển cho nhi tử lại phải chắp tay dâng cho người khác, còn phải cúi đầu xương thần với người ta. Nếu nói như con, thương Triều Tông là hoàng tộc Đại Yến, hắn ta có nên cho rằng chúng ta cướp gia nghiệp thương gia nước Yến của hắn ta rồi đòi lại món nợ này không? Ngọc Lan, có một số việc, không có đúng sai tất cả đều phải nhìn về phía trước tương lai sẽ tốt hơn tương lai ngay hiện tại còn không để ý chuyện tương lai ai dám nói rõ ràng bà quá rõ ràng giờ đứng sau một bước sau này dù có tốt phỏng chừng nhi tử của mình cũng vẫn bị thương triều tông đè xuống điều này khiến cho bà khó có thể chấp nhận bành hữu tại hơi trầm mặc biết hiện giờ dù giải thích thế nào đi nữa cũng khó mà khiến cho nữ nhi thoải mái được đổi lại là người khác ai cũng khó chấp nhận chuyện như vậy có điều Nói ngược lại, cũng vì đây là nữ nhi nữ tế của mình, lão mới kiên trì tự mình đến kiên nhẫn giải thích thế này, nếu là người khác thì thôi đi. Không giải thích được, ông ta cũng không dây dưa vấn đề này nữa, chỉ nhắc nhở, trước khi ta đến, Lam Nhược Đình từng tìm tới ta nói chuyện Nhược Nam, nghe nói Nhược Nam giận dỗi bỏ chạy về nhà mẹ đẻ vẫn chưa quay lại, cũng khuyên không được, hy vọng ta có thể nói vài câu. Ngọc Lan, tình huống bây giờ thế này, quyền chủ đạo của hai quận đều giao cho Thương Triều Tông cả nếu con thực sự nghĩ cho nhược tiết và nhược nghĩa nên nhanh chóng khuyên nhược nam quay lại nam nhân vẫn có một số việc không nói rõ được nếu bị nữ nhân khác thừa lúc vắng chủ mà chen vào vị trí của nhược nam vậy các con và thương triều tông thực sự trở thành người ngoài rồi một khi thương triều tông có tư cách quyền lên tiếng cũng lớn hơn thiên ngọc môn cũng không thể tiếp tục đối đãi với hắn ta như với một nhân vật nhỏ bé nhược nam thân là thê tử của hắn ta nhưng lại không muốn đi cùng trượng phu Thương Triều Tông muốn cưới người khác Thiên Ngọc Môn cũng không thể nói gì, không ai có lý do gì để bắt người khác phải giữ thân ở quá cả, việc này các con cũng nên tính toán cho rõ ràng. Cùng lúc đoàn người Thiên Ngọc Môn đến quận Quảng Nghĩa, mấy tiểu tử trẻ tuổi từ thôn Tiểu Miếu được thân vệ của Thương Triều Tông rong rủi đưa qua quận Quảng Nghĩa. Một nhóm người dọc đường ăn gió nằm sương rốt cuộc đã tới thung lũng bên ngoài quận thành quận Thanh Sơn. Một nhóm nhảy xuống ngựa chờ thông báo tại chỗ, mấy gã thiếu niên đô con hết nhìn trái lại nhìn phải, tuy có vẻ rất bụi bặm mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy tò mò. Không bao lâu sau, Nhiêu Hữu Đạo và mấy người viên cương đến. Nếu là người bình thường, chưa chắc Nhiêu Hữu Đạo đã tự mình ra mặt đón. Tuy mấy gã thiếu niên này cũng vậy, nhưng hết cách rồi, đều là đồng hương một thôn cả. Có đôi lúc không thể làm kiêu được, có mấy người không thể gây tổn thương được. Cương Tử Ca, Đạo Ca Nhi, mấy gã thiếu niên thấy hai người hưng phấn giơ cao tay vẫy vẫy hô gào gọi, mặc kệ thủ vệ hay không thủ vệ, cứ hoan hô ảo tới hai người. Nhiêu Hữu Đạo phất tay ra hiệu cho thủ vệ không được ngăn cản. Nhiêu Hữu Đạo cũng còn tốt, bọn họ còn hơi có khoảng cách, với Viên Cương thì không hề khách khí, xông thẳng tới ôm lấy hắn ta. Ôm một lúc lâu có vẻ vẫn chưa thỏa mãn hết tình cảm hưng phấn của họ, họ bèn ném Viên Cương lên trời, đỡ lấy, lại ném lên. Mấy người Hắc Mẫu Đơn đều kinh ngạc, kinh ngạc với quan hệ của mấy người này và Viên Cương, cũng kinh ngạc vì ông thần giữ cửa mặt lạnh này hôm nay cũng biết cười. Viên Cương bị thả xuống, bèn hỏi, sao chỉ có bốn người các ngươi, còn hai người nữa đâu? Đại hoàn cười hắc hắc đáp, đại hắc tử mới cưới vợ không được mấy ngày, không nỡ để lại tiểu nương tử. Mộc đầu cũng cưới vợ, cha mẹ gã ngày nào cũng ép gã phải nối dõi tông đường, không cưới không được. Viên cương im lặng, nếu họ không muốn đến, hắn ta cũng không thể miễn cưỡng. Nơi này đang náo nhiệt thì có thêm một đội nhân mã tới. Là Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình, nghe thủ hạ bẩm báo người viên cương muốn gọi từ thôn Tiểu Miếu đã đến, Vốn đã tràn đầy tò mò với người thôn đó, Lam Nhược Đình không nhịn được bèn chạy đến xem, Thương Triều Tông cũng có ý đó, cũng chạy đến. Vương gia, Lam Tiên Sinh, Ngưu Hữu Đạo chắp tay chào, trước kia mấy thiếu niên cũng từng nhìn thấy Thương Triều Tông, thấy nhân vật lớn đến, biết là Vương gia, tất cả đều nghiêm túc lại. Bọn họ không biết lễ nghi chính thức thế nào, cứ thấp thỏm đứng bên cạnh Viên Cương không dám nói gì, cũng không hành lễ giống Viên Cương. Nghe nói đồng hương của đạo gia đã đến, ta muốn tới thăm một chút. Thương Triều Tông cười nói, dán mắt vào mấy người mới. Hương dân thôn dã không biết lễ nghi, vương gia đừng phiền lòng. Như hữu đạo giải thích giúp mấy gã thiếu niên, Lam Nhược Đình đã dán mắt vào mấy người này từ nãy, nhìn kỹ lại, phát hiện họ không giống nhau. Lần trước ông ta đã từng nhìn thấy mấy thiếu niên này ngoài thôn, nhưng so ra rõ ràng họ đều thay đổi. Lưng hùng vai gấu khá giống viên cương, ai nấy đều cao lớn, tinh khí thần no đủ, binh sĩ thông thường không thể so sánh. Theo bản năng, lam nhược đình và thương triều tông nhìn nhau thầm nghĩ nhìn dáng dấp này kéo bừa một người ra trận cũng có thể làm lực sĩ xem ra thôn tiểu miếu kia quả thực không đơn giản người ở đó ra toàn là nhân tài thực ra nghiêu hữu đạo cũng chú ý đến sự thay đổi của mấy thiếu niên này liếc nhìn viên cương vương ra đến rồi đương nhiên nghiêu hữu đạo phải nói chuyện một lúc viên cương dẫn mấy thiếu niên bụi bặm mệt mỏi đi tắm rửa tiễn được đám người thương triều tông đi nghiêu hữu đạo bò lên một vách núi đứng đó một mình không bao lâu sau viên cương cũng đến, không chờ hắn ta mở miệng, như hữu đạo quay lưng lại đã lên tiếng trước, người truyền công phu ngạnh khí công cho bọn họ tu luyện sao. Viên cương trầm mặc, hiểu rõ hắn lo lắng điều gì. Nói thật, trước kia chính hắn ta cũng không ngờ ngạnh khí công mình đang tu luyện lại có nhiều điều không tầm thường như vậy. Kiếp trước, đám người hắn ta sống chung cũng cùng luyện, hắn ta dạy cho người trong thôn cũng không cảm thấy có gì không ổn, mục đích khi ấy chỉ là giúp mọi người cường thân kiện thể, bảo vệ làng, chứ không có ý định gì khác hiện giờ đương nhiên hắn ta đã ý thức được làm vậy sẽ đưa tới phiền phức viên cương gật đầu phải có điều thật lạ sau khi ta khỏi bệnh hầu như mọi người đều cùng nhau luyện nhưng tiến độ của bọn họ rõ ràng không bằng ta tranh lệch rất lớn như hữu đạo nói bất kỳ công pháp nào cũng phải xem tùy từng người nếu ai cũng có thể luyện cả thiên hạ này đều là tu sĩ cả rồi chuyện ngươi luyện ngạnh khí công có lẽ cũng như vậy mặc dù nói lý là thế nhưng cũng không nên mở rộng tùy tiện vẫn nên trừ lại chút bài tẩy cẩn thận bị cắn ngược. Ngươi nên hiểu ý ta, chương 305, Mông Sơn Minh, viên cương yên lặng gật đầu, thứ càng nguy hiểm càng không thể tùy tiện truyền ra. Đúng lúc này, dưới sườn núi có tiếng hò hét, cương tử ca, đạo ca nhi. Các thiếu niên rửa mặt mũi xong lại sinh long hoạt hổ, vừa ầm ầm chạy lên trên núi vừa kêu gào hô gọi, rất buông thả, so với hoàn cảnh ở đây có vẻ hơi thiếu quy củ. Như hữu đạo xoay người nhìn lại mỉm cười, viên cương trầm giọng cảnh cáo, nơi này không phải thôn nhà mình, đừng để cho người ta cười cho sau này phải gọi đạo gia đạo đạo gia mấy người ấp úng có vẻ không quen có người vò đầu cười trừ viên cương quay lại nói với nghiêu hữu đạo đạo gia tên của họ không có ý nghĩa gì nói ra thực khiến người ta chê cười người khá hiểu mấy chuyện này cho họ vài cái tên khác đi sự thực đúng như hắn ta nói ở thôn tiểu miếu cái tên viên cương của hắn ta coi như hay lắm rồi cũng là vì được người qua đường đặt cho những người khác không phải viên đại bổng thì là nghiêu nhị cầu khắp cả thôn, gọi ra cái tên nào cũng khiến người ta bật cười. Còn Nghiêu Hiếu Đạo, theo viên cương nghĩ, cái tên Nghiêu Hiếu Đạo này không phải là đạo trong đạo đức, cũng không phải đạo trong đạo nghĩa, mà là đạo trong con đường. Ý là con trâu có đường đi của mình, người bình thường sẽ không ai lấy cái tên kỳ quái như thế, chỉ là cái tên này phối với thân phận của đạo gia bây giờ đã thay đổi, khác hẳn với Nghiêu Hữu Đạo đang làm việc nhà nông trong thôn. Thực ra, trong thôn tiểu miếu không có họ lạ, phần lớn nếu không phải họ Nghiêu thì là họ viên. Nghiêu hiểu đạo cười ha ha, không từ chối, nhìn bốn người một lượt, cuối cùng nhìn viên cương. Hắn có thể hiểu hắn ta muốn gì, gần từng tiếng đọc, nhanh như gió, tĩnh lặng như rừng cây, xâm lược như lửa, bất động như núi. Phong, lâm, hỏa, sơn, hắn nói chúng tâm tư viên cương, viên cương thích, gật đầu, không dị nghị gì, quay lại chỉ vào mấy người, đại bổng, sau này ngươi tên viên phong. Mãnh tử, sau này tên ngươi là Ngưu Lâm, tiểu cầu tử, sau này tên ngươi là Viên Hỏa, đại hoàn, sau này tên ngươi là Như Sơn, ta tên Viên Phong, ngươi là Như Lâm, bốn người vui vẻ cười chi chỉ gọi tên lẫn nhau. Bốn cái tên Như Hữu đạo đặt ra chúng với tâm tư của Viên Cương, như thể hắn biết Viên Cương muốn làm gì. Quả nhiên, hôm sau Viên Cương liền rời đi, Viên Cương muốn chọn ra mấy trăm người, muốn tự xây dựng một nhóm quân đội của mình, hắn ta không muốn quân lính của Thương Triều Tông, hắn ta muốn đi vòng quanh chọn lựa các mầm mang hợp với ý mình. Như Hữu đạo cho ba phái phái mấy cao thủ đi theo hỗ trợ, tránh khỏi nguy hiểm. Phượng Nhược Nam quay lại, nàng ôm theo một bụng uất ức quay về, cũng có thể nói là nàng được nhà mẹ đẻ khuyên về. Vị thế của thương triều tông hơn người ta, quyền chủ đạo hai quận đều nằm trong hắn ta. Đúng như Bành Hữu Tại nói, vì Phượng gia, Phượng gia không thể không khuyên nữ nhi quay về. Khuyên về không nói, còn muốn nàng phải chịu nhịn chịu mềm mỏng. Nguyên nhân rất đơn giản. Phượng gia không biết thương Triều Tông sẽ bố trì quyền lực ở hai quận thế nào, chỉ sợ hắn ta sẽ không báo một lời đá mình khỏi bàn cờ. Theo lý mà nói, thương triều tông phải nể mặt bành hữu, không dám làm quá quyết tuyệt. Nhưng nếu thật sự quá không ra gì, thực sự khiến cho hắn ta tức giận, có một số chuyện thiên ngọc môn cũng không tiện tham dự quá nhiều. Thiên ngọc môn là tu sĩ, chủ yếu chỉ tập trung vào tu hành và làm một vài việc khác, giống như nghiêu hữu đạo, không hiểu chuyện cai quản quân chính lắm, nếu đã giao đại quyền cho thương triều tông, cũng không thể can thiệp lung tung. Thực ra nếu thương triều tông cố ý muốn tìm ra lý do dẫm đạp phượng ra, sợ là ngay cả bành hữu tại cũng khó sắp đến quận thành quận Thanh Sơn, ông trời vẫn cứ sầm xì nặng nề cuối cùng cũng đổ xuống một cơn mưa, dội cho Phượng Nhược Nam ướt sũng toàn thân, khiến cho cảm xúc của nàng càng tệ hơn. Chỉ có một điểm khiến nàng dễ chịu hơn là đến cửa thành thấy Thương Triều Tông đã đứng dưới cửa thành dẫn người tự mình ra đón. Có điều, chẳng mấy chốc nàng đã phát hiện ra, hình như Thương Triều Tông không phải ra đón mình, khi gặp nàng chỉ hỏi han vài câu sơ sơ, thi thoảng lại nhìn ra ngoài đường mù mịt. Một lát sau, Lam Nhược Đình thông báo, vương gia, đến rồi. Thương Thục Thanh du áo choàng phủ lên vai cho tẩu tử, nghe vậy cùng Phượng Nhược Nam quay sang nhìn. Trong màn mưa, mấy chục người vây quanh một chiếc xe ngựa đi tới. Thương Thục Thanh buông tẩu tử ra, đang muốn cùng Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình đội mưa ra đón, một kỵ mã phi nhanh tới, nhảy xuống ngựa, gỡ đấu lạp nói với Thương Triều Tông, tiên sinh đã nói không tiện lộ mặt, dặn vương ra đi về phủ trước, gặp lại trong phủ cũng không muộn. Bên này nghe dặn dò xong cấp tốc rút đi. Phượng Nhược Nam cũng rút đi cùng khá ngạc nhiên, không biết người tới là người phương nào, lại có thể khiến cho bên này phản ứng mạnh như vậy. Bạch Siêu đi theo hộ về cũng tò mò không biết người tới là ai. Mấy chục người đội đấu lập hộ tống xe ngựa vào thành, có người dẫn đường đưa tới con đường đã được chặn lại ở đằng sau phủ quận thủ, xe ngựa dừng lại ở cửa sau phủ. Một cái xe đẩy được chuyển ra từ phía sau xe ngựa, một người từ bên trong xe ngựa đi ra, à không, là được bế ra. Lam Nhược Đình đội mưa đứng trong cửa khom lưng cung kính chắp tay chào, mông xoái. Người đến chính là mông Sơn Minh, hiện nơi này cần ông ta, cầu ông ta rời núi. Tiểu Lam, lâu rồi không gặp, mông Sơn Minh tóc bạc phơ mỉm cười gật đầu với Lam Nhược Đình. Mông bá bá, huynh muội thương thị đồng thời hành lễ, mặc kệ mình dính mưa, cả hai đều bung rủ che hai bên vị đó. Không dám làm phiền vương gia và quận chúa, mông sơn minh vội phất tay ra hiệu người sau lưng tới, không cho hai huynh muội che dù cho mình, sau đó chắp tay hành lễ, thân tàn phế không thể hoàn chỉnh lễ nghi, kính xin vương ra quận chúa thứ tội. Mông bá bá, đi vào tránh mưa trước đi, thương triều tông đưa tay mời, có người bế mông sơn minh đặt lên xe lăn, cùng người đẩy xe nhấc xe vào trong phủ. Bạch siêu ôm kiếm đứng dưới mái hiên nhìn một đám người đi vào trong. Phượng Nhược Nam mặc kệ quần áo ướt súng không thay, cũng bồi hồi đứng dưới mái hiên. Đã biết người đến là ai, dĩ nhiên người này đáng để huynh muội thương thị đội mưa nghênh đón người đội đấu lạp đẩy xe tới dưới bậc thang chính đường xe lại được khiêng lên nhấc thẳng vào trong chính đường bạch siêu cùng phượng nhược nam đi vào trong xem tình hình trong nội đường thương thục thanh tự cầm khăn mặt hạ nhân đưa lên lao đi bụi mưa bay tới dính lên áo mông sơn minh mông sơn minh nhìn quanh hỏi vì sao không thấy cao túc của đông quách tiên sinh thương triều tông đáp hiện đạo gia đang tu luyện trong núi ngoài thành còn chưa biết ngài đã tới mông sơn minh gật đầu nhìn sang phượng nhược nam hai mắt lấp lánh hỏi phải trang vị này là Vương Phi. Phượng Nhược Nam vẫn nhìn chầm chầm vào người đàn ông có mái tóc bạc, khuôn mặt gầy gò thanh nhã này, nghe vậy bèn đáp đúng vậy, ngươi là ai? Ánh mắt mông sơn minh ôn hòa mạnh mẽ chắp tay hành lễ, mông sơn minh bái kiến Vương Phi. Thân thể tàn phế không thể toàn lễ, kính xin Vương Phi thứ tội. Mông sơn minh, Phượng Nhược Nam giật nảy cả mình, người này là mông sơn minh, nàng cũng là người xuất thân quân nhân, ở nước Yến, có thể chưa từng nghe tên ai đó, nhưng há có thể chưa từng nghe danh mông sơn minh người này là đại tướng số một dưới trướng ninh vương thương kiến bá văn võ song toàn có người nói anh dương vũ liệt của ninh vương đều do một tay người này gây dựng nên cả đời đánh đâu thắng đó chưa từng bại trận với quân nhân nước yến mông sơn minh là một tồn tại giống như chiến thần là thần tượng mọi tướng lĩnh to nhỏ nước yến sùng bái nàng cũng vậy phượng nhược nam có thể không coi thương triều tông ra gì nhưng với nhân vật như mông sơn minh thì hoàn toàn là tôn kính tuyệt đối bất kể là uy vọng hay kinh nghiệm hay chiến tích, người ta đều có thể nghiền ép nàng tuyệt đối, không tới phiên một tiểu bối như nàng ngang ngược trước mặt nhân ra. chương 306, Sơn Giã Giai Lệ một. Có điều, nàng vẫn hơi thắc mắc, không phải nói người này đã chết trận rồi sao? Sao vẫn còn sống sóng? Nhưng đã biết là người này rồi, nàng cũng không thắc mắc vì sao mấy người thương Triều Tông lại cung kính như thế, vội chắp tay đáp lễ Phượng Nhược Nam chào mông xoái. Mông Sơn Minh xua tay, không dám không dám, một thân tàn phế không thể chịu nổi đại lễ như vậy của vương phi ông ta nhìn phượng nhược nam đánh giá thầm thở dài trong lòng khá tiếc nuối vì dáng vẻ thô to của nàng thầm cảm khái thay thương triều tông nhìn vậy cũng có thể hiểu được tình cảnh hiện giờ của thương triều tông nếu hắn ta không quá khó khăn tuyệt đối sẽ không bao giờ cưới nữ nhân có nhan sắc thế này căn bản là nàng không có nhan sắc bạch siêu bên cạnh cũng thầm giật mình đương nhiên gã cũng đã từng nghe nói về mông sơn minh không ngờ thương triều tông lại mời được vị này ra Bình thường gã không quan tâm đến quân vụ, nhưng cũng mơ hồ đoán được, thương triều tông mời vị này xuống núi có lẽ là muốn chỉnh đốn lại anh Dương Vũ Liệt Vệ. Đây cũng không phải chuyện nhỏ, lát nữa gã sẽ phải báo ngay cho Thiên Ngọc Môn. Phượng Nhược Nam lùi sang một bên thầm gào thét trong lòng, nếu Thiên Ngọc Môn biết thương triều tông vời được vị này xuống núi, sợ là sẽ càng muốn chống đỡ cho thương triều tông hơn. Bảo sao lúc trước Thiên Ngọc Môn muốn Phượng ra phải cúi đầu, côn trùng trăm chân, chết vẫn còn giấy, gốc gác thương ra còn ở đây, không biết thương gia còn có lá bài tẩy nào chưa lấy ra không ở đây có quá nhiều người không liên quan đương nhiên có vài lời không tiện nói lát sau mông sơn minh được đẩy tới thư phòng thương triều tông nhìn qua cách bái trí rất giản dị của thương triều tông mông sơn minh thở dài vương gia có thể mở ra được cục diện nhanh như thế tiên vương có linh tất sẽ vui mừng thương triều tông cười khổ nói ra đều là đạo gia vất vả bằng không khó mà có được ngày hôm nay bây giờ hắn vẫn đang lót đường cho ta Ta mới có thể đi được thông thuận thế này." Mông Sơn Minh khẽ gật đầu, có vài chuyện lão cũng có đọc được trong mật thư, cười ha ha nói, xem ra từ trong Vô Minh Đông Quách Tiên Sinh đã có sắp xếp, không ngờ lần đó Hàn rời bí địa đã làm liên tiếp làm được nhiều chuyện lớn. Sau này nhất định phải đi bái kiến." Lam Nhược Đình liếc nhìn Thương Triều Tông, lên tiếng, "Đã mời mông soái xuống núi, có một số việc không cần giấu giấu giếm giếm nữa." Lần này mời mông soái xuống núi đầu tiên đương nhiên là chỉnh đốn lại anh Dương Vũ Liệt vệ thứ hai là hy vọng mượn uy tín của mông soái liên hệ với các bộ hạ cũ của vương gia. Triều đình thanh tẩy, có mấy người bị bước ép bất đắc dĩ, không thể không tự nuôi binh, có không ít người đã từng là bộ hạ cũ của mông soái Mông soái chỉ cần gửi một phong thư, tất chư tướng sẽ đều phải đổi thái độ. Mông Sơn Minh hơi trầm mặc chợt khẽ lắc đầu, có lẽ họ sẽ nể ta vài phần, nhưng quá khứ đã qua lâu rồi, dưa hái xanh không ngọt không thể ở bên cạnh vương gia. Hiện tại thực lực của vương gia vẫn quá yếu, không thể nóng vội, trước tiên phải tự lớn mạnh lên, có được thế rồi, đương nhiên nước sẽ chảy thành sông. Bằng không, làm khó dễ người khác cũng chẳng để làm gì, không những không được việc mà không khéo còn có thể trở mặt thành thù, chừa chút chỗ trống cho tương lai đi. Trong mưa gió, trên đỉnh núi, như hiếu đạo một mình ngồi khoanh chân nhắm mắt, mặc cho gió táp mưa xa, cả người ướt súng, nước mưa chảy thành dòng dưới cằm. Hắn đang tu luyện càn khôn quyết trong thân pháp càn khôn na di. Ngồi bất động trong mưa gió tu luyện thân pháp có vẻ lạ, đương nhiên không thể không liên quan đến công pháp mà hắn đang tu luyện. Bộ thân pháp này có một điểm đặc biệt, là giữa động và bất động có một thế giới. Thiên địa rộng lớn nhường nào, động hay không động, được hay không được, tất cả đều phải tự lĩnh ngộ, mộ, sai một ly đi ngàn dặm. Muốn luyện càn khôn na di, trước hết phải luyện càn khôn chân khí, biết âm dương biến hóa, cân bằng mới có thể luyện thành càn khôn hóa kinh, có thể luyện ra được lực càn khôn mới có biên bước na di. Càn là trời, khôn là đất, Giữa động và bất động có cả một cảnh giới càn khôn, luyện thành sẽ là càn khôn nazi. Nói cách khác, càn khôn nazi không phải thân pháp lên voi xuống chó gì, mà chính là một phương thức điều động hỗ trợ càn khôn hóa kình thôi. Trong thân pháp càn khôn nazi có một câu, người gặp nước thì bị ngăn cản, cá gặp nước lại lui tới tự nhiên. Làm sao hóa lực càn thành môi trường sống mới chính là điểm ảo diệu của càn khôn nazi. Vì sao nói thân pháp càn khôn nazi cùng càn khôn hóa kình hỗ trợ lẫn nhau? Lấy ví dụ trận chiến ngoài trích tinh thành trong tình huống tu vi phe ta tương đương phe địch vẫn còn có thể gắng đón đỡ một trường mạnh mẽ hóa giải đòn tấn công của đối thủ nếu tu vi của đối phương hơn xa mình mình sẽ không thể kịp ứng phó với cả lực tấn công lẫn tốc độ tấn công căn bản không kịp tiêu hóa phải làm sao trong can khôn na di có giải đáp vẫn là câu nói ấy giữa động và bất động có cả một thế giới lúc này nghiêu hữu đạo đã cảm ngộ ra được điều này mặc cho mưa gió cảm nhận từng sợi gió thổi qua, cảm nhận từng giọt mưa phùn chạm vào mình chính là quá trình. Chỉ có lĩnh ngộ được từng phần nhỏ mới có thể từng bước mở rộng. Thứ này, huyền hơn cả huyền, diệu hơn cả diệu, pháp quyết không nói rõ, chỉ có thể chỉ dẫn người tự lĩnh hội. Cách tu luyện này chính là phương thức viên cương ghét nhất. Ngoài phủ thành Bắc Châu, trong một khoảng núi rừng yên tĩnh. Hai bóng người dừng lại, Lục Thánh Trung chắp tay với Ngô Tam Lưỡng, thứ cho ta không tiến xa được, sau này sẽ còn gặp lại, vấn an đạo gia giúp ta lần này lục thánh trung đến đây là để thay cho ngô tam lưỡng ngô tam lưỡng đã bàn giao tình hình thăm dò cho y phải quay về quận thanh sơn ngô tam lưỡng chắp tay cáo từ bảo trọng nhìn theo gã đi xa dần lục thánh trung chắp tay khẽ buông một tiếng thở dài y không hiểu thiệu bình ba lắm mà nghiêu hiếu đạo đã nói thiệu bình ba rất nguy hiểm cứ dặn dò y phải cẩn thận mãi nghiêu hiếu đạo cũng không đặc biệt hạn chế y được làm gì không được làm gì cho y quyền tự chủ cực lớn hắn chỉ nói chắc là mục đích là giết chết thiệu bình ba không giết được cũng phải khiến lão khổ sở để cho thiệu bình ba không thể tự đắc tự tại thiệu bình ba rốt cuộc nguy hiểm đến cỡ nào y cũng không rõ còn phải từ từ tìm hiểu tuy có quyền tự chủ không hề nhỏ nhưng loại thân phận của người như thiệu bình ba này nào có thể dễ dàng ra tay như vậy y căn bản không có cơ hội tiếp cận người ta tiếp cận rồi cũng không thể ra tay bên cạnh người ta nhất định có cao thủ bảo vệ bất luận là công khai hay là âm thầm đều rất khó có cơ hội Việc này có phần làm khó y, chỉ có thể từ từ nghe ngóng, từ từ suy nghĩ. Sau khi trở về tiểu viện thuê trong thành, bày ra địa đồ Bắc Châu Phủ Thành, nhìn chầm chầm suy nghĩ hồi lâu. Về sau lại lấy ra một tấm giấy trắng, bắt đầu vẽ sơ đồ mối quan hệ nhân vật bên cạnh Thiệu Bình Ba, đem tình hình mà Ngô Tam Lượng nghe ngóng được biểu thị trên sơ đồ, phòng ngừa quên mất. Sơ đồ quan hệ cũng không hoàn chỉnh, Ngô Tam Lượng mới đến không bao lâu, hiểu biết có hạn, còn lại phải nhờ vào bản thân tự đi nghe ngóng bổ sung ba mảnh sân ngoài phòng có vật gì đó rơi xuống đất lục thánh trung nhanh chóng đem đồ vật trên bàn cuộn lại giấu đi sau đó mới mở cửa đi ra trong sân không có người chỉ có một viên giấy đi tới nhặt viên giấy lên xem trong giấy gói một cục đá y lại nhanh chóng mở cửa viện đi về đầu đường nhìn trái nhìn phải kiểm tra xem chỉ thấy lẻ tẻ kẻ đến người đi cũng không biết là ai ném vào trong đóng cửa mở viên giấy kia ra xem xét một góc viên giấy có hình vẽ ký hiệu đặc thù vừa nhìn liền biết là Ngưu Hữu Đạo cho người đến truyền tin, đây là ký hiệu ước định giữa hắn ta và Ngưu Hữu Đạo. Chương 307, Sơn Giã giai lệ 2. Y và Ngưu Hữu Đạo không trực tiếp liên lạc, Kim Sí lui tới trong thành cũng là một sơ hở, dễ khiến cho người khác nghi ngờ, cũng là để bảo đảm sự an toàn của y. Ngưu Hữu Đạo cũng không nói người liên lạc trung gian với y là ai, chỉ sắp xếp một người kinh doanh ở đầu đường cho y, có chuyện gì có thể đem tin tức cho đối phương, tự nhiên sẽ có người truyền tin cho Ngưu Hữu Đạo trên giấy đều là mật ngữ, Lục Thánh Trung tìm bút trước tiên lựa chọn ra, lại tỉ mỉ nhìn xem. Nội dung trong mật ngữ, bảo y nghĩ cách cùng hai người đệ đệ của Thiệu Bình Ba là Thiệu Vô Ba và Thiệu Phục Ba câu kết, nghĩ cách để cho hai người biết một chút sự tình. Sau khi xem qua tất cả chỉ thị, Lục Thánh Trung suy tư, đem mật thư và những gì dịch ra đều đốt hết. Quay đầu, y lại lật ra tấm sơ đồ mối quan hệ bản thân vừa mới vẽ ra, sờ lấy cầm tiếp tục suy nghĩ, ánh mắt lấp lóe không yên. Lăng Ba Phủ, trong thư phòng, Thiệu Bình Ba, từng phần từng phần công văn đến tay, lại từng phần từng phần công văn quyết định phê duyệt đặt bên cạnh. Bận rộn đến gần trước bữa trưa, quản gia Thiệu Tam tỉnh tiến lên nhắc nhở nói, đại công tử nghỉ ngơi một chút đi. Lấy ra một phần tấu trương, hai tay dâng lên, bên phía quận Thanh Sơn có tin tức, Thượng Triều Tông đã thống lĩnh quận Thanh Sơn và quyền lực quân chính quận Quảng Nghĩa. Trong mắt Thiệu Bình Ba bỗng nhiên xuất hiện tia sáng, bỗng nhiên ngẩng đầu, vươn tay cầm lấy tấu trương, lật ra đọc kỹ. Xem hết, sau một hồi lâu mới buồn bực nói, biết Phượng Lăng Ba không phải là đối thủ bên phía Thương Triều Tông, sớm muộn gì cũng bị Thương Triều Tông chiếm lấy, chỉ là không ngờ đến là nhanh tới vậy, tốc độ chỉnh hợp thật là nhanh. Ánh mắt lại rơi vào nội dung trên tấu trương lẩm bẩm tân chính. Nông phu làm ruộng không giao nộp thuế phú, chỉ cần ngủ lại hai quận liền có phần ruộng, thương nhân buôn bán thuế phú giảm phân nửa, hắn ta lấy ở đâu ra nhiều tài lực như vậy. Thiệu tam tỉnh, có lẽ là Đức Thiên Ngọc Môn ra sức hỗ trợ, bằng không chỉ riêng khoản cấp dưỡng cấp dưỡng thiên ngọc môn, hai quận không thể thoải mái như vậy, còn có quân chính hai quận tự thân chi tiêu, không có sự hỗ trợ của thiên ngọc môn thì không thể làm như vậy. Thiệu Bình Ba dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài, nông phu trồng trọt không nộp thuế, chắc chắn thu hút lưu dân tứ phương tiến đến khai hoang, người tụ tập đông rồi, thương mại tất yếu phổ vinh, thêm nữa thương nhân buôn bán thuế phú giảm phân nửa, dưới sự hấp dẫn của hai phương diện, tất nhiên lại sẽ thu hút lượng lớn thương nhân đi đến kinh doanh, nhìn như thương thuế giảm phân nửa, suy tính lại thì không chịu thiệt, đợi một thời gian, tân chính tín nghĩa chuyển ra ngoài rồi, người, tài, vật sẽ càng dồn ở hai quận. Thương nhân mang đến lượng lớn tiền của, nhân khẩu tụ tập đến thịnh vượng, vạn dân khai hoang thích chữ lương thực, muốn tiền có tiền, muốn người có người, muốn lương thực có lương thực, đây mới gọi là nhìn xa trông rộng, từ đây có thể thấy, đại thiện sơn không bằng thiên ngọc môn. Thiệu tam tỉnh, đại thiện sơn nhiều người chi tiêu như vậy, muốn đưa ra quyết định giống như thiên ngọc môn, cũng không dễ dàng, địa phương nhỏ cũng có cái lợi của địa phương nhỏ thiên ngọc môn thiếu một ít ảnh hương không nhiều nếu như địa bàn lớn như bắc châu e là thiên ngọc môn cũng xá không nổi thiệu bình ba khoát tay một cái vẻ mặt bất đắc dĩ không muốn nhắc đến việc này tấu trương cũng ném trở về trên bàn không muốn nhìn hâm mộ nhìn phiền muộn trong lòng nếu như đại thiện sơn có thể dứt khoát đưa ra sự ủng hộ thiệu gia lớn đến như vậy hắn ta cũng không cần tốn công tốn sức đến như vậy sẽ bớt đi rất nhiều việc thiệu tam tỉnh đã xác nhận rồi như hữu đạo quả thực đã trở về quận Thanh Sơn, trước mắt ẩn cư trong Sơn Cốc ở quận Ngoài Thành. Ẩn cư Sơn Cốc Ngoài Thành, Thiệu Bình Ba hơi hít mắt, hỏi có cơ hội trực tiếp xử lý hắn không? Thiệu Tam tỉnh lắc đầu, rất khó, phái người thử tiếp cận qua, hoàn toàn không có cách đến gần, đã sắp xếp hai người. Dựa theo tin tức truyền về, Lưu Tiên Tông, Phú Vân Tông, Linh Tú Sơn, toàn thể Tam Phái đã di chuyển qua đó, quần thể tu sĩ to lớn bao bọc chung quanh bên cạnh Như hữu đạo, cao thủ thủ tập so với lực lượng hộ vệ thượng thanh tông ở bên cạnh không biết mạnh gấp bao nhiêu lần người ngoài căn bản không có cơ hội hạ thủ cho dù là tụ tập số lượng lớn tu sĩ tiến công chỉ sợ là còn chưa nhìn thấy hắn thì hắn đã chuồn mất rồi kéo theo nhiều người bảo vệ như vậy có tật giật mình thiệu bình ba hừ lạnh một tiếng lại từ từ nói dựa vào tam phái của tống ra ngược lại đi nương nhờ hắn xem ra thảm án diệt môn của tống ra thật sự có khả năng là hắn làm thiệu tam tỉnh đại công tử hắn đã trở về quận thanh sơn việc quả xích dương chu có phải là có thể động thủ rồi không? Thiệu Bình Ba hỏi ngược lại, bên phía Kim Châu có dị thường không? Thiệu Tam tỉnh, tạm thời chưa phát hiện dị thường gì. Thiệu Bình Ba lại hỏi, việc băng tuyết các phát sinh đến nay, đã qua bao lâu rồi? Thiệu Tam tỉnh, đã gần 3 tháng rồi. Trong mắt Thiệu Bình Ba lóe lên u ám, tiếp tục đợi. Hoặc là bất động, đã động thì phải một kích mất mạng, không thể để hắn lại có cơ hội chờ mình. Kẻ này xào trá, vạn nhất hắn đang tránh sóng gió, vẫn chưa thi cứu chúng ta vạch trần cũng không chắc chắn nắm được nhược điểm của hắn nói đến đây sửng sốt một chút hắn ta chậm rãi quay đầu nhìn thiệu tam tỉnh hỏi nếu như lương y đến tận cửa chữa trị cho tiêu thiên chấn người nói xem hải như nguyệt có đáp ứng không tất nhiên sẽ đáp ứng cho dù chị không tốt ôm một tia hy vọng thử một chút là không tránh khỏi mấy năm nay hải như nguyệt chủ động tìm không ít lương y nói đến đây thiệu tam tỉnh cũng sửng sốt trật lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh ông ta hiểu được ý của thiệu bình ba nếu Ngưu Hữu Đạo chưa sử dụng quả xích Dương Châu cứu chữa, Hải Như Nguyệt hiển nhiên sẽ đáp ứng, nếu như đã cứu chữa khỏi rồi, lại có lương y đến tận cửa Hải Như Nguyệt hiển nhiên sẽ không cần thiết lại cho Trần Trị. Đây là muốn thăm dò, Thiệu Tam tỉnh vuốt cằm nói, hiểu hồi, lão nô đi sắp xếp người thích hợp. Xuân Phong lâu, bên trong thanh lâu lớn nhất Bắc Châu phủ thành, trước cửa oanh oanh yến yến trang điểm lộng lẫy, đưa đón khách lui tới. Đối diện Xuân Phong lâu là một tử lâu, cửa sổ lầu 2, Lục Thánh Trung ngồi trước một ban thịt rượu, chậm rãi uống rượu. Vũ công tử đi thong thả, giọng điệu khoa trương của tú bà vang lên, Lục Thánh Trung nghiêng đầu nhìn về phía đối diện ngoài cửa sổ, chỉ thấy ba thanh niên nghênh ngang ăn mặc hoa lệ đi ra, thanh niên đứng giữa tên Vũ Thiên Nam nhận được sự chiếu cố đặc biệt của tú bà. Có thể được tú bà nhiệt tình đưa tiến, nhiều tiền là không thể tránh khỏi, Vũ Thiên Nam còn có một thân phận, công tử của huyện Thừa huyện Bình Xuyên, với huynh đệ thiệu gia vô ba, phục ba có lui tới, cũng thể nói là giao tình gì, công tử huyện thừa nhỏ nhoi huynh đệ thiệu ra chưa chắc đã để vào mắt. Vậy mà chính là người như vậy, Lục Thánh Trung lại nhìn chầm chầm hắn ta mấy ngày. Hết cách rồi, nhiều hiểu đạo nói thiệu bình ba nguy hiểm đến như vậy, mà căn cứ tình hình thăm dò được, thiệu bình ba với hai đệ đệ dường như không hợp nhau lắm, y lo lắng hai huynh đệ cũng đang nằm dưới sự theo dõi của thiệu bình ba, không dám trực tiếp tiếp xúc, người quá thân cận với hai huynh đệ, cũng không dám vì tiện lui tới, chỉ có thể chọn thủ hạ cách tương đối xa. Đưa mắt nhìn Tống Diễn Thanh rời khỏi, Lục Thánh Trung ném tiền lên trên bàn, đứng dậy rời khỏi. Hai ngày sau, Lục Thánh Trung bên trong một thành quét bên ngoài Bắc Châu, cũng đến một thanh lâu. Quý khách không cần cô nương, nhất định phải gặp ta, chẳng lẽ là có hứng thú với ta hay sao? Tú bà mập mạp tô son điểm phấn cầm quạt hương bổ che miệng cười khanh khách. Lục Thánh Trung lấy ra một tấm kim phiếu, đẩy tới trước mặt bà. Tú bà nhất thời không cười được, nhìn tấm kim phiếu trị giá một vạn, hai mắt tỏa sáng mạnh mẽ chương 308, bươm bướm và lưới. Tuổi trẻ, xinh đẹp, tư thái tốt, biết diễn tấu nhạc cụ, biết thi từ ca phú, biết hóa trang, biết diễn xuất. Lục Thánh Trung bắn ra một ngón ta chính là một yêu cầu, có thể tìm được, số tiền này chính là của ngươi. Cuối cùng, một chiếc xe ngựa dừng ở cửa hậu viện Thanh Lâu, một nữ tử đội nón vải, dáng vẻ thướt tha, bước đi chậm rãi ra khỏi hậu viện, đi phía sau Lục Thánh Trung, cùng nhau chui vào trong xe ngựa. Một tiếng roi vang lên, bánh xe chuyển động rời đi tiếng tiêu u buồn nghẹn ngào, vang vọng trong núi rừng. Mấy kỵ dừng lại, vũ thiên nam trên lưng ngựa ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tập trung, kinh ngạc chăm chú nhìn trên gò núi nơi rừng rậm bên cạnh con đường, chỉ thấy một nữ tử áo trắng như tuyết tay áo bồng bềnh, khuôn mặt thanh lệ nhu hòa, mười ngón tay thon dài đang cầm một ống tiêu, thổi điệu khúc bi thương, trên nét mặt cũng đầy vẻ thương nhớ. Dường như phát hiện kẻ nhìn trộm vô lễ phía bên này, nữ tử thanh lệ ngừng thổi, hơi nhíu mày, quay người xuống sườn núi phía sau. Vũ Thiên Nam và vài tên tùy tùng nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc, nhìn dáng vẻ sạch sẽ thanh thuần kia, liền biết là cô gái nhà lành, ở nơi sơn giã này ở đâu ra sắc đẹp lương thiện như thế. Mấy người nhìn nhau nháy mắt ra hiệu, cùng nhau phóng ngựa chạy đến chân núi, mới phát hiện trong rừng đỗ cỗ xe ngựa. Mấy người nhảy xuống ngựa, treo lên gò núi, lại nhìn thấy bóng hình xinh đẹp thướt tha của nữ tử áo trắng kia. Có điều bên cạnh nữ tử lại có thêm một nam nhân, đang ở trước một ngôi mộ thắp hương đốt vàng mã, một nam một nữ lộ vẻ đang tế người nào đó. Nơi đây ở bên trong huyện Bình Xuyên, Vũ Thiên Nam thập phần phấn khích băng xuống gò núi, dẫn vài người đi đến trước ngôi mộ. Một nam một nữ đều quay đầu lại nhìn, nam tử không phải ai khác, chính là Lục Thánh Trung. Vừa nhìn dung mạo nữ tử ở khoảng cách gần, càng thanh lệ động lòng người, hơi chút khí tức trang nhã của người tri thức, da thịt trắng nón, lại thêm vào dáng vẻ thước tha eo thon ngực cao kia, hai mắt Vũ Thiên Nam lập tức sáng lên, không ngờ đến cảnh nội huyện Bình Xuyên còn có nữ như quyến rũ đến như thế. Sát, tiếng kiếm vang lên, Lục Thánh Trung đột nhiên nắm lấy bảo kiếm ở một bên, trường kiếm rút khỏi vỏ, tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí chặt ngang đứt hết tất cả bụi gai ở phụ cận. Đám người Vũ thiên nam nhất thời giật nảy mình, mới biết đụng phải tu sĩ, nhanh chóng thu hồi ý nghĩ quấy rối. Các người muốn làm cái gì? Lục Thánh Trung lạnh lùng hỏi, trong ánh mắt hiện lên ý cảnh cáo rõ ràng. Vũ Thiên Nam vội vàng khoát tay, Pháp Sư đừng hiểu lầm, chỉ là đường tắt ngang đây chợt thấy nữ tử yếu ớt một mình lui tới sơn giã lo lắng cho sự an nguy liền đi theo tới đây nhìn một chút lục thánh trung lạnh lùng nói người cảm thấy ta sẽ tin sao vũ thiên nam vô cùng lo sợ nói câu nào cũng là thật gia phụ chính là huyện thừa huyện bình xuyên dân thuộc cảnh nội đều có trách nhiệm chăm sóc vốn là có ý tốt không nghĩ đến đụng phải phát sư xin hãy thứ tội huyện thừa lục thánh trung như có nghi ngờ bọn họ có văn thư có thể chứng minh Vũ Thánh Nam nhanh chóng phất tay về phía tùy tùng, người tùy tùng nhanh chóng lấy một phần văn thư từ trong cái bọc, ngoài trừ Vũ Thiên Nam, những người khác vốn là nha dịch của huyện Bình Xuyên, đang phải đưa văn thư đi Bắc Châu, thuận tiện hộ tống Vũ Thiên Nam mà thôi. Lục Thánh Trung cầm văn thư xem xét phong bì, quả nhiên là đồ vật của huyện nha, bên trên còn có đóng con dấu của huyện nha. Ném trả văn thư trở về, Lục Thánh Trung không nói gì nữa, cha bảo kiếm về vỏ, quay đầu nói với nữ tử trẻ tuổi nói: "Đi thôi." đám người vũ thiên nam thở phào nhẹ nhõm đưa mắt nhìn lục thánh chung đỡ nữ tử trẻ tuổi lên sườn núi đợi đến khi mấy người leo đến gò núi chỉ thấy nữ tử trẻ tuổi đã chui vào trong xe ngựa nam tử điều khiển xe ngựa trên quan đạo rời khỏi mấy người cũng xuống núi leo lên lưng ngựa tiếp tục gấp rút lên đường kết quả lại chung một đường với xe ngựa ở phía trước không nghĩ qua lại trở thành bạn đường sau khi hai bên dần dần đáp lời qua lại cũng xem như là có quen biết vũ thiên nam đến bây giờ mới biết Nam tử tên là Đào Quân, nữ tên là Đào Yến Nhi, là hai huynh muội. Huynh muội vốn là người huyện Bình Xuyên, ca ca Đào Quân thời niên thiếu gặp được tu sĩ đi theo con đường tu hành, rời khỏi huyện Bình Xuyên. Sau khi Đào mẫu bệnh qua đời, phần mộ mà huynh muội hai người tế trước đó chính là phần mộ của Đào mẫu, về sau huyện Bình Xuyên chiến tranh loạn lạc, Đào gia cũng rời khỏi huyện Bình Xuyên, trước đây không lâu trước khi qua đời phụ thân cho biết muội muội Đào Yến Nhi ở quê hương huyện Bình Xuyên từng có một mối hôn sự chi phúc vi hôn. Huynh muội hai người lần này đến chính là vì hôn sự, ai biết được sau khi quay về nghe ngóng mới biết, nhà trai chi phúc vi hôn trong lúc chiến tranh loạn lạc đã không còn nữa. Xe ngựa sóc này, cô gái Đào Yến Nhi mềm yếu không chịu đựng được việc ngồi xe lâu, lại không biết cưỡi ngựa, thỉnh thoảng sẽ xuống xe nghỉ ngơi, biết được là Đồng Hương, thái độ của huynh muội hai người đối với đám người Vũ Thiên Nam hòa nhã hơn không ít, lúc nghỉ ngơi trên đường, Đào Yến Nhi thậm chí còn chủ động hỏi Vũ Thiên Nam một số việc. Ta nhớ rõ Thành Nam có một tòa tháp Lúc nhỏ còn từng treo lên đó chơi, lần này quay về phát hiện không còn nữa, không biết nhưng là vì sao. Vũ Thiên Nam ha ha nói, nhớ rõ nhớ rõ, Thành Nam lúc đầu quả thực có tòa tháp. Em gái có điều không biết, niên đại của tòa tháp đã vô cùng lâu đời rồi, còn là do triều vũ trước đó thời kỳ Phật giáo hưng thịnh xây dựng, bảo tồn đến sau này đã vô cùng cũ kỹ rồi, một lần mưa to gió lớn, đột nhiên sụp đổ rồi. Người ở vùng lân cần tu sửa nhà cửa cần dùng gạch, người này một ít, người kia một ít cứ như vậy mà không còn nữa, vùng đất trống sau này cũng bị người chiếm mất rồi. Nhớ rõ đối diện tháp có một mảnh rừng trúc, bên trong rừng trúc có một quán rượu, lúc nhỏ theo phụ thân đi qua đó, vì sao cũng không còn nữa rồi. Quán rượu kia cháy mất rồi, liên lụy đến rừng trúc và mấy tòa nhà xung quanh cũng thiêu mất, lửa rất lớn, đến bây giờ ta vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Ôi, chuyện cũ không thể nhớ lại, đáng tiếc, đào yến nhi vẻ mặt mất mát thăm thẳm, dường như mang theo hồi ức lúc nhỏ, Đào Yến Nhi không ngừng hỏi về những chuyện xưa ở huyện Bình Xuyên. Những lời nói nhẹ nhàng rất có chừng mực của người có học có lễ nghĩa kia, khí chất dịu dàng của người tri thức kia, khuôn mặt thanh lệ ít son phấn kia, dáng vẻ thướt tha eo thon ngực bề thế kia, nhìn đến trong lòng Vũ Thiên Nam nóng lên, phát hiện so sánh với người ở trong nhà kia thực sự là khác nhau một trời một vực. Đặc biệt là biết được nữ tử này đang đợi được gả đi, lại không phải là tu sĩ, đến độ tuổi này gả cho người khác chắc là chuyện trước mắt, trong lòng có thể nói là trộn rộn, hận không thể vuốt ve âu yếm, thế nhưng cố kỵ người huynh trưởng của nàng. Đối với câu hỏi của Đào Yến Nhi, Vũ Thiên Nam kia thật sự là hỏi gì đáp nấy, cũng duy trì thái độ người khiêm tốn, rất có phong độ, lại không hề đề cập đến thê thất đã có của mình. Cùng nhau tiếp tục chung sống một thời gian, Vũ Thiên Nam như gió xuân ấm áp, cả người vui vẻ. Một câu Vũ Huynh của Đào Yến Nhi càng khiến Vũ Thiên Nam lâng lâng. Trên đường đi đối với hai huynh muội tuyệt đối là ân cần chiếu cố, một số việc Phật có thể nói là chạy trước chạy sau giúp đỡ lo liệu, lấy lý do đều là đồng hương, giúp đỡ là chuyện nên làm. Chỉ là không biết đối với những hương thân khác của huyện Bình Xuyên có được quan tâm như vậy hay không. Một mực đưa hai huynh muội đến nơi đặt chân trong phủ thành, Vũ Thiên Nam lưu luyến không rời cáo từ. Chỉ có điều ngày tháng về sau, Vũ Thiên Nam cơ hồ mỗi ngày đều đến thăm hỏi hai huynh muội. Chương 309: Bươm bướm và lưới hai. Nghiêu hữu đạo lại luyện hóa một đạo truyền pháp hộ thân phù từ trong nhà tranh bước ra, hắc mẫu đơn nghênh đón. Nghiêu hữu đạo khoát khoát tay, tỏ ý không cần đi theo, tự mình một mình đi về phía sâu trong thung lũng. Dọc theo dòng suối đi ngược lên trên, cuối cùng đứng ở bên cạnh đầm nước, như hữu đạo cất bước tiến vào đầm nước, từ từ ngồi xếp bằng trong nước, nước ngập không đến ngực. Nhắm mắt, khoanh chân, thi pháp, rất nhanh, toàn thân hắn xuất hiện vụn băng, một vòng băng xuất hiện nổi vòng quanh người. Dần dần, diện tích băng nổi mở rộng, mở rộng mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy được. không bao lâu sau, thủy cố hóa một nửa đầm nước, khối băng đông thành đường kính đạt đến một trượng đem tất cả bọc lại ở bên trong. dưới ánh mặt trời rực rỡ, mặt băng tỏa ra hàn khí âm u. trời một chút, khối băng lớn hình tròn lấy hắn làm trung tâm lại tỏa ra khí nóng bừng bừng. diện tích khối băng hòa tan nhanh chóng mở rộng ra bốn phía. cuối cùng tầng băng mỏng không chịu được dòng nước, răng rác vỡ vụn, lơ lửng trên mặt nước trôi đi. ầm. Um. Nghiêu hữu đạo đột nhiên từ trong nước sông ra, bọt nước phóng theo lên trời. Thân thể như hữu đạo trong bọt nước bổ về bên trái một trường, mảng lớn bọt nước bên trái hóa thành mưa đá ảo ảo rơi xuống. Bên phải một trường, mảng lớn bọt nước bên trái nhanh chóng vụ hóa, một màn xương trắng tung bay. Thân ảnh như hữu đạo rơi xuống mặt nước, đứng trên mặt nước bồng bềnh, mưa đá ảo ảo nên trên mặt nước, mảng lớn băng châu chìm nổi thuận theo dòng nước trôi đi, xương trắng trên không lượn lờ tiêu tan nghiêu hữu đạo toàn thân ướt súng khẽ mỉm cười đối với tiến độ tu luyện hăng say vô cùng vừa ý hiện tại xem ra truyền pháp hộ thân phù đông quách hạo nhiên trao tặng cho hắn thật sự là giúp hắn việc lớn rồi bằng không thì sao có tiến độ tu luyện nhanh chóng đến như vậy bên tai truyền đến tiếng ồn ào làm hắn quay đầu nhìn về phía thác nước bên dưới vách núi quay người lang ba vi bộ đạp sóng trên mặt nước bước đi không nhanh không chậm đi về phía thác nước sương mù trên người tung bay y phục nhanh chóng hong khô Hình ảnh một người trên người bốc lên khói trắng đạp sóng bước đi, ở bên trong thung lũng này có vẻ hơi kỳ dị. Chính vào lúc này, lóe lên thân ảnh một người, hét một tiếng, đạo ra. Người đến chính là Viên Phương, như hữu đạo cũng không quay đầu lại, ta nói rồi, không có việc gì gấp thì gần đây đừng đến làm phiền ta. Viên Phương đi song song trên bờ, nói, bên phía Kim Châu có tin tức. Nhiêu hữu đạo lập tức lách mình lên trên bờ, hắn đã dặn dò qua không có việc gì gấp thì đừng làm phiền hắn tu luyện, chỉ có điều có vài mặt hắn cần canh chừng chặt chẽ, bên phía Kim Châu sớm có bố trí chính là một trong số đó. Có chút tắc rối không giải quyết hết, hắn sau này cũng đừng mong tự tại, cũng đừng mong an tâm tu luyện. Tình hình gì, như hữu đạo hỏi, viên phương nói, bên phía nước tống mội danh y tên Pháp Vân Phương đến một y quán ở Kim Châu ngồi thiền, không ít bách tính nghe tin đến trần trị, bên ngoài y quán xếp hàng dài, kinh động đến hải như nguyệt. Nhiều hữu đạo lập tức hỏi, Phương Chiết đã ngăn lại chưa? Viên Phương, sự việc này vừa xảy ra phương chiết lập tức bái kiến hải như nguyệt tuân theo lời dặn dò của đạo gia nói cho hải như nguyệt biết nói phác vân phương này là đạo gia sắp xếp đến kim châu phủ thành có mục đích khác chị không nổi bệnh của tiêu thiên chấn ngăn cản bà cho người triệu vào trong phủ trần trị chỉ có điều hải như nguyệt cũng đang chất vấn phương chiết đạo gia người đang làm trò quỷ gì cảnh cáo đạo gia đừng ở trên địa bàn của bà gây chuyện đồng thời hải như nguyệt cũng hỏi quả xích dương chu đạo gia đáp ứng khi nào mới tìm cho bà ngăn cản rồi là tốt. Như hiểu đạo cười ha ha, đối với bất mãn của Hải Như Nguyệt cũng không để trong lòng, khóe miệng lộ ra nét quỷ gì, thật đúng là nhẫn nhịn được, vẫn luôn không động tính, ta còn tưởng là phán đoán của ta xuất hiện sai sót, cuối cùng va lưới rồi, xem ra kịch hay sắp bắt đầu rồi. Bất kể là bên phía băng tuyết cát, hay là bên phía Bắc Châu, hoặc là Kim Châu, hắn sớm đã âm thầm răng lưới chờ đợi. Hắn giống như nhện nấp sau tấm lưới, có rút răng nanh duy trì im lặng, duy trì đủ kiên nhẫn, vẫn luôn đợi bươm bướm va lưới. Cho dù nhện và bươm bướm đều cẩn thận từng ly từng tí, nhưng một con ngoài sáng, một con trong tối, đọ sức giữa sáng với tối. Đi, đi xem xem phí trường lưu phí trưởng môn, như hữu đạo phất phất tay, dẫn viên phương cùng nhau rời khỏi. Trung tâm lưu tiên tông tạm thời ở trong một sơn động sáng lập, khi hai người đi đến nơi này, như hữu đạo nghiêng đầu nhìn một tên đệ tử thủ sơn, chính là Thôi Viễn. Viên phương cũng nhìn Thôi Viễn, nhịn không được khẽ cười hì hì một tiếng, có một số sự việc người trong cuộc biết rõ trong lòng. Ánh mắt thôi viễn nghiêng về một bên, có chút trột dạ, cũng có chút nháo tâm. Trải qua thông báo, hai người rất nhanh gặp được phí trường lưu. Bây giờ ăn nhờ ở đậu, phí đại trưởng môn cũng không có lý do nào mà không gặp. Gặp mặt mời ngồi, phí trường lưu cho người dân trà, sau khi ngồi xuống hỏi, người không phải bế quan tu luyện không cho tùy tiện quấy giày hay sao. Nghiêu Hữu đạo, qua đây nhắc nhở một chút, bên phía băng tuyết các có lẽ sắp có động tính rồi, để người của ngươi giữ vững tinh thần vảnh tai lên, mở to mắt ra. Phí trường lưu nhíu mày, ngươi xác định, người hắn ta lưu lại ở băng tuyết khác lâu như vậy, sớ đã có chút không kiên nhẫn rồi. Nghiêu hữu đạo gật đầu, xác định, kỳ thực hắn cũng không chắc chắn rằng thiệu bình ba có ngả ván bài ở bên phía băng tuyết các kia hay không, chỉ có điều răng lưới toàn bộ dù sao cũng mò được một chỗ. Biết rồi, sẽ dặn dò xuống phía dưới, phí trường lưu khẽ gật đầu đáp lại, lại tiếp tục nhắc nhở nói, phía bên này của ta đã nhận được tin tức rồi, rượu kia của thiên ngọc môn bán cũng cũng không rẻ, một vò đáng giá ngàn vàng, ước chừng một ngàn kim tệ một vò, thật sự là món lợi cách xù, lần này bọn họ e là kiếm được bộn tiền. Chuyện người đáp ứng có phải là nên cho ba nhà chúng ta một câu trả lời thuyết phục rồi không? Bán đắt như thế, như hữu đạo ít nhiều có chút kinh ngạc, chẳng qua thiên ngọc môn nếu dám làm như vậy, chắc chắn là tính toán qua chắc chắn rồi, tình huống cụ thể hắn vẫn phải tìm hiểu một chút chuyện này ngươi yên tâm bọn họ mỗi tháng đều sẽ đến lấy hàng ta sẽ tìm cơ hội thích hợp để mở lời tùy tiện nói một hai câu hai người liền cáo từ thấy hai người đi ra thôi viễn lại có chút luống cuống bởi vì hai người đi về phía hắn ta hắn ta không biết là có ý gì ở trên địa bàn của người ta muốn trốn biết trốn đi đâu trước mắt mặt đối mặt nghiêu hữu đạo cười nói thôi huynh đã lâu không gặp ánh mắt thôi viễn liếc nhìn bốn phía thấp giọng nói người muốn làm gì nghiêu hữu đạo thả lỏng một chút không có việc gì chúng ta vốn quen biết nhau gặp nhau chào hỏi cũng không có gì người tùy tiện tìm cái cớ cũng có thể đánh lừa được thôi viễn chức tránh trên người thứ cho không thể phụng bồi hiển nhiên có chút e sợ tránh không kịp nghiêu hữu đạo cười nói cùng là bằng hiếu chắc hẳn thôi huynh cũng không muốn thấy ta xảy ra chuyện từ nay về sau lưu tiên tông bên này nếu như có dị thường gì vẫn mong thôi huynh kịp thời nhắc nhở trực tiếp tìm ta không tiện có thể tìm viên phương hoặc tìm viên cương hắc mẫu đơn bọn họ cũng được. Trong tay nếu như có khó khăn, cũng có thể tìm bọn họ. Người yên tâm, ta không bạc đãi bằng hiếu, có cơ hội ta sẽ giúp người trèo lên trên ở Lưu Tiên Tông. Viên Phương lại cười hì hì, ban đầu còn không lý giải được đạo gia tại sao lại tha cho kẻ này, bây giờ thì hiểu rồi. Hắn ta phát hiện đạo gia rất giỏi về việc biến người của người khác thành người của mình, thôi viễn này, còn có diêu hữu lượng kia, lục thánh chung lúc trước cũng vậy, im lặng không một tiếng động, sắp xếp người của mình ở trong môn phái của người ta không để lại dấu vết, đây mới là mưu tính sâu xa, đáng để học tập. chương 310, gió đột nhiên nổi lên, kỳ thực còn có một điều hắn ta không biết, cũng đã yên lặng không một tiếng động không để lại bất kỳ sơ hở nào sắp xếp đến Bắc Châu. Quai hàm thôi viễn căng cứng, đưa mắt nhìn hai người rời đi, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, lời người ta nói điểm đến là dừng, bản thân lại không thể không theo. Khi sắp chia tay viên phương đi theo nghiêu hữu đạo quay đầu nhìn y một cái, lại là cười hì hì. Sau khi đi theo đạo gia, viên phương càng ngày càng phát hiện suy nghĩ trước kia của mình là sai lầm, bây giờ mới dần hiểu ra, trước đây tưởng rằng những người pháp lực cao thâm mới là lợi hại nhất, bây giờ mới dần dần hiểu ra, người lợi hại nhất không phải là tu vi mà là đầu óc của một số người, hủy diệt người trong vô hình. Ở nơi này người có tu vi cao hơn đạo gia có rất nhiều, lại đều nghe theo hiệu lệnh của đạo gia. Y bây giờ cũng lý giải được tại sao đạo gia nhất định không thể không giết người phàm thiệu bình ba kia, cũng hiểu được Thiệu Bình Ba tại sao không thể bỏ qua tu sĩ đạo gia này. Sau khi hiểu được những điều này, đổi lại y là Thiệu Bình Ba e là cũng không thể tha cho đạo gia bằng không thì ăn ngủ không yên. Càng quan trọng hơn là, y phát hiện đạo gia còn có một thứ thâm tàng bất lộ, đó chính là thực lực tu hành của đạo gia. Y ở Nam Sơn tự tận mắt nhìn thấy đạo gia ra tay, khiến người kinh diễm. Y ở ngoại thành Trích Tinh tận mắt nhìn thấy đạo gia ra tay hung ác dũng mãnh, thực lực cường hãn một đám người không ai có thể tiếp được mấy chiêu của đạo gia, một đám người bị một mình đạo gia đánh ngã. Kỳ thực đạo gia rất am hiểu chuyện chém giết, nhưng mà bản thân đạo gia trước giờ không dùng, ngay cả y thân là người bên cạnh đạo gia, thời gian lâu dài cũng dễ dàng nảy sinh ảo giác. Quay trở về bên phía nhà tranh, một đám thiếu niên đang gánh nước về phía sườn núi, hoặc đang trẻ củi, như hữu đạp dừng chân quan sát một hồi, hỏi hầu tử vẫn còn chưa trở về. Viên Phương nói, vẫn chưa, trước mắt chỉ lục tục đưa về mười mấy thiếu niên này, Dẫn theo lời nói đến, nói tìm việc cho bọn họ làm, nhưng cũng phải cho bọn họ ăn no ngủ kỹ, nói là phải giúp bọn họ bồi bổ thân thể một chút. Gái gái đầu chọc, đạo ra, hầu tử này là muốn làm gì vậy? Nghiêu Hữu Đạo bình tĩnh nói, mỗi người đều có người trong lòng của mình, cũng giống như yêu quái Nam Sơn tự nhà ngươi, kỳ thực ta rất hâm mộ các ngươi. Hâm mộ chúng ta? Viên Phương kinh ngạc, không biết lời này phải hiểu như thế nào. Nghiêu Hữu Đạo không nói cho y biết đáp án, quay người rời đi phủ thứ sử Bắc Châu, thiệu bình ba bạch y áo choàng đen sải bước ra khỏi phủ, một đám người ở cửa trái phải hành lễ. Chờ mình trèo lên ngựa, cưỡi ngựa trên đường, thân ở giữa một đám hộ vệ rất dễ làm người khác chú ý. Trên đường có không biết bao nhiêu nữ tứ hoặc ánh mắt dị sắc nhìn chằm chằm. Hoặc mặt mày ẩn chứa ái tình len lén đánh giá, càng có thiếu nữ cắn môi từ khe hở cửa sổ rình xem. Tuổi trẻ tài cao, anh Tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nắm quyền lớn, phú quý khoan thai, xuất thân hào môn, điều quan trọng nhất là nghe nói vẫn là độc thân chưa lập gia đình loại nam nhân này thử hỏi người phụ nữ nào không thích mỗi lần thiệu bình ba xuất hiện trên đường phủ thành tất nhiên không biết sẽ thu hút biết bao nữ tử không kìm lòng được mỗi lần khi mở tiệc chiêu đãi cũng không biết có bao nhiêu tiểu thư khuê các nghĩ cách tiếp cận hoặc nghĩ cách dẫn tới sự chú ý của y nhưng mà không một ai có thể khiến thiệu bình ba động lòng nói một cách chính xác y có khát vọng rộng lớn hơn ý chí ở nơi cao xa càng không thiếu nữ nhân Tâm tư cũng sẽ không đặt trên người nữ nhân. Y càng không lập gia đình, thì càng có một đám nữ nhân vì Y trần trọc. Những nữ tử đó lại không biết bản thân chỉ nhìn thấy một mặt phong quang của Y, nào có nhìn thấy Y từng hình ảnh Y dốc hết tâm huyết, ngày đêm vất vả, mệt mỏi vô tận. Trở lại Phủ Lăng Ba, dùng qua bữa tối, khi ở trong hoa viên tản bộ, Thiệu Bình Ba hỏi một câu, Pháp Vân Phương đến Kim Châu bao lâu rồi? Thiệu Tam Tỉnh đi theo nói, đã nửa tháng rồi. Thiệu Bình Ba, bên phía Hải Như Nguyệt vẫn chưa có động tĩnh hay sao? Từ tin tức bên kia truyền về mà thấy, không có bất kỳ động tính nào. Thiệu Tam tỉnh lắc đầu, lại dò hỏi có cần lại thử tiến cửa tận cửa hay không? Thiệu Bình Ba, không cần phải như vậy, tự tiến cửa tận cửa ngược lại dễ đánh rắn động cỏ, phản ứng của Hải Như Nguyệt đã rất không bình thường, xem ra hiệu quả của quả xích dương châu không tệ. Nói xong dừng bước, quay đầu nhìn chầm chầm Thiệu Tam tịnh, gần từng chữ, không sai biệt lắm, có thể thu lưới rồi, động thủ đi. Nghiêu hữu đạo cho rằng bản thân ở trong tối nhìn thấy rõ, thiệu bình ba ở ngoài sáng. Mà trong mắt thiệu bình ba, như hữu đạo ở ngoài sáng, bản thân ở trong tối nhìn thấy rõ, tùy thời hành động. Vâng, thiệu tam tỉnh gật đầu, đại tuyết sơn, giữa trời đất mê mang, gió tuyết gào thét. Trong một tòa tử lâu, khi gió lớn tuyết lớn chính là thời điểm tốt ôm một hũ rượu uống. Một bàn người đang đàm luận không biết gió tuyết này đến lúc nào sẽ ngừng, bàn bên cạnh một hán tử dâu ngắn chợt cười đầy ý sâu xa nói, gió tuyết tuy lớn, nhưng có kịch hay để xem. Bàn người này đều quay đầu, một người hỏi, trong lời nói của bằng hữu có hàm ý, không biết có kịch hay gì để xem. Hán tử dâu ngắn quay đầu hỏi, bằng hữu chẳng lẽ không biết đoạn thời gian trước tuyết lớn trên ngọn núi phía sau sụp sao? Người hỏi ồ lên một tiếng, kịch hay với tuyết lớn sụp đổ có quan hệ sao? Hán tử dâu ngắn, chẳng lẽ bằng hữu không biết trên núi kia có gì hay sao? bên cạnh có người chén vào nói là chỉ quả xích dương chu sao ở góc có một bàn hai người cùng nhau nghiêng đầu nhìn bên này lại cùng nhau quay đầu nhìn nhau một chút lại quay đầu nhìn chằm chằm phía này hán tử dâu ngắn cười nói thiên thạch kia rơi có chút kỳ quái vừa vặn rơi ở nơi có nhiều quả xích dương chu nghe nói thời gian trước đó bên phía nước triệu kim châu cũng rơi viên thiên thạch mà thứ sử kim châu thân lại mang trọng bệnh cần có quả xích dương châu để trị bệnh đúng lúc trước khi tuyết lỡ một người có giao tình không ít với kim châu tới băng tuyết khác sau đó bên phía băng tuyết khác này cũng vì thiên thạch phát sinh tuyết lỡ chuyện này có chút ý nghĩa chẳng lẽ không phải là có kịch hay để xem sao lời này vừa nói ra có người như có điều suy nghĩ có người xì xào bàn tán thì thầm với nhau hỏi thăm gì đó người bàn bên cạnh hiếu kỳ nói bằng hiếu người có giao tình không ít với kim châu đến băng tuyết khác kia là ai không liên quan tới chúng ta chúng ta xem náo nhiệt là được rồi nói nhiều tất lỡ lời Chúng ta hà tất tự tìm phiền phức. Hán tử dâu ngắn thần bí mà khiếm nhường cười, đứng dậy, ném lại tiền rời đi. Trong góc một bàn hai người đứng dậy theo sau, lặng lẽ không lên tiếng đi theo ra ngoài. Hán tử dơ ngắn ra khỏi từ lâu bước chân vội vã, nhanh chóng rời khỏi đại hạp gốc. Tin đồn đã thả ra, dựa theo dặn dò ở phía trên, sau khi thả ra tin đồn lập tức rời khỏi. Nhưng mới vừa ở trong gió tuyết phi nhanh không bao lâu, hai thân ảnh trái phải nhanh chóng xẹt qua, phi thân xuống đất ngăn ở trước mặt hắn ta, trong gió tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ta. Hán tử dâu ngắn cả kinh, nhanh chóng quay đầu, kết quả phát hiện phía sau lại có người bay vút đến, đã chặt đứt đường lui của hắn ta. Trong gió tuyết một màn chém giết kịch liệt xảy ra, dưới sự vây công của bốn người liên thủ, hán tử dâu ngắn mất đi một cánh tay, ngã trên mặt tuyết, một tay che ngực, ngăn lại máu. Một người nhanh chóng đến, một cước đá hắn bay về phía người đối diện, người đằng sau vồ lấy hán tử dâu ngắn, nhanh chóng ra tay chế trụ hắn ta một túi vải màu đen, khi che phủ lấy người của hán tử dâu ngắn. Bốn người khiêng hán tử dâu ngắn nhanh chóng rời đi, trong mưa gió trở về đại hạp gốc, trực tiếp tiến vào cửa hàng của Lưu Tiên Tông. chương 311, Kinh Động, tiêu thiết trưởng quỹ phía sau trưởng quầy đứng dậy, nhíu mày nhìn mấy người khiêng túi vải đen đi vào, bên trong rõ ràng chứa một người.